Tu chân Liêu Thiên Quần chương 295, giết O Nâu. Trong lúc có ngàn vạn con đà mã tung vó chạy ầm ầm trong lòng của Tống Thư Hàng thì sau lưng lại có tiếng của Thổ Ba vang lên. Thư Hàng mày mau nhìn kìa, có chữ viết xuất hiện trên cánh cửa kim loại. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn thử, thì lập tức trông thấy trên cánh cửa kim loại được khắc hoa văn kia chợt hiện lên một lớp màn sáng. Trên lớp màn sáng này xuất hiện một dãy văn tự kỳ lạ. Chữ viết này không phải chữ Hán, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Đức, càng không phải là chữ Nga hay bất kỳ thứ ngôn ngữ thông dụng nào trên thế giới cả. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều có thể đọc hiểu nghĩa của chúng. Ngươi có nhớ nhà không? Ngươi muốn cảm nhận rõ sự ấm áp của gia đình hay không? Có muốn quay lại mái nhà mà ngươi ngày nhớ đêm mong hay không? Hỡi đứa con tha phương, hãy chọn đi, là yes hay no? Hãy chọn đi, hãy chọn đi. Ba chữ này, quanh quẩn trong đầu mọi người tựa như có ma tính. Tất cả mọi người đưa mặt nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Tống Thư Hàng. Từ khi tận mắt trông thấy Tống Thư Hàng một mình chém chết hai con hùng ưng xong, khi đối mặt với cảnh tượng quỷ dị trước mặt, các hành khách lại nghĩ tới Tống Thư Hàng đầu tiên. Tống Thư Hàng khẽ cau mày, sau đó nói ra suy đoán của mình, có khi nào đây là cách để mở cửa không? Hoặc có thể đây là cách để rời khỏi hòn đảo này thì sao? Sự lựa chọn xuất hiện trên cánh cổng kia có thể là cách để mở cửa. Nhưng ngữ khí của dòng chữ này giống như có ý muốn đưa người ta về quê nhà hơn. Thổ Ba đề nghị, hay là bọn mình cứ nhấn yes thử xem. Nếu như cửa mở thì chúng ta cũng có thể đi vào trong tòa thành cổ này rồi. Đợi tí đã Thổ Ba, lỡ như đây là cách rời khỏi hòn đảo này thì sao? Nếu vậy thì sau khi rời khỏi hòn đảo, chúng ta sẽ tới nơi nào đây? Còn nữa, cách rời khỏi nơi này sẽ là gì đây? Liệu có phải dưới chân đột nhiên có một lối đi? Để chúng ta rơi xuống lối đi đó. Cao Mỗ Mỗ ôm bạn gái nha y của mình, lo lắng hỏi lại. Mọi người lại quay sang nhìn Tống Thư Hàng lần nữa. Tống Thư Hàng nhún vai, tôi không biết, hắn cũng có phải nhà tiên tri hay quả cầu ma pháp vạn năng đâu mà. Lúc này, ông chú da đen kia mới bước lên, cười ha hả, mặc kệ là mở cửa hay là về nhà, cái nào tôi cũng thích hết. Để tôi thử xem, yes, tôi muốn về nhà, tôi muốn quay về. Nói xong, ông chú da đen kia ấn mạnh lên mục chọn yes. Sau một khắc, ông chú da đen đột nhiên cảm giác toàn thân của mình trở nên ấm áp qua đi, giống như được quay về với vòng tay ấm áp của mẹ yêu khi còn bé. À, đây là sự ấm áp của gia đình sao? Ông chú da đen cao giọng nói, nhưng mấy hành khách đứng xung quanh lại nhìn ông chú da đen với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông chú da đen cúi đầu nhìn thân thể của mình, ôi chết tiệt, trên người của hắn bốc lên một tầng quang mang trông như ánh lửa. Cảm giác ấm áp khi nãy hắn cảm nhận được chính là do loại ánh sáng trông như ánh lửa này mang tới. Hơn nữa, loại ánh sáng trông như ngọn lửa này nhìn quen quá. Đây không phải loại ánh sáng xuất hiện trên người của mấy hành khách lục tục bị biến mất trên máy bay hay sao? Sau khi ánh sáng này bùng lên thì những hành khách kia đều biến thành đống sáng tan biến mất tăm, sống chết không rõ. Đây mà là sự ấm áp của gia đình á. Ấm áp con em mày, ấm áp ông nội mày, ấm áp cả họ nhà mày. Cuối cùng, ông chú da đen quay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng, gương mặt đen thui được ánh sáng kia chiếu rọi trông cũng có vài phần thần thánh lắm. Chú em này, anh thế này là sắp chết rồi phải không? Tống Thư Hàng im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời, chắc là ông anh sắp rời khỏi hòn đảo này rồi đấy. Thử nghĩ xem, có lẽ những người bị biến mất trên máy bay cũng không phải đã chết, mà là bị đưa ra khỏi máy bay. Không chừng đợi một lát nữa khi ông anh tỉnh lại thì sẽ quay về nhà mình đấy, cho dù có chết thì ít nhất cũng phải an ủi tâm hồn của ông chú da đen này một chút mới được. Nếu như trong lòng còn mang oán niệm thì sau khi chết sẽ biến thành oán quỷ thì sao? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì trên tường thành lại phát ra âm thanh ù ù kia tiếp. Sau đó, lại là cái giọng nói cực kỳ khí thế kia vang lên, nghiệt súc, cút đi. Vừa mới dứt lời thì thân thể của ông chú da đen kia biến thành đống sáng bắt đầu tiêu tán tựa như những hạt cát. Ông chú da đen phối hợp đến thế là cùng. Cả lò nhà mày mới là nghiệt súc. Ông chú da đen quay sang giơ ngón giữa với bức tường thành, dùng chút sức lực sau cùng của mình gào lên một tiếng. Tống Thư Hàng, Thổ Ba, Cao Mổ Mổ, những hành khách còn lại. Phải nói, tiếng Trung của ông chú da đen này tốt thật đấy, ngay cả cái từ mắng người hơi ít xài như nghiệt súc này mà cũng nghe hiểu được luôn. Dạo gần đây mấy người nước ngoài đang có phong trào đi học tiếng Trung à. Ông chú da đen kia nhanh chóng biến mất dạng. Tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này, cậu nhóc kia mới quay sang nhìn Tống Thư Hàng, anh Thư Hàng,
ông chú da đen đó đã về nhà thật rồi sao? Đôi mắt của cậu nhóc đen láy và trong veo. Tống Thư Hàn vỗ vỗ đầu cậu ta, anh cũng không biết chắc nữa, có lẽ là đã quay về, có lẽ là đã bị biến mất rồi. Cảm ơn anh Thư Hàn, cậu nhóc kia cười thật tươi, sau đó cậu ta đột nhiên chạy tới chỗ cánh cửa, nhón chân lên, cố vói bàn tay nho nhỏ ấn lên chỗ chữ Yes một cái. Tạm biệt mọi người, em đi tìm ba và mẹ đây. Trên người cậu bé ánh lên vầng sáng tựa như ngọn lửa kia, quay sang vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Ba và mẹ của cậu bé này đều đã hóa thành đống sáng tan biến trên máy bay rồi. Cậu nhóc này vẫn luôn đi theo mọi người, không khóc không quấy, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, hoàn toàn khác với thằng nhóc Tiểu Hòa Thượng non mặt mày nghiêm túc hiểu chuyện, nhưng trong khung lại là một đứa nhóc quậy phá ở nhà Tống Thư Hàn. Đây mới là kiểu trẻ ngoan mà Tống Thư Hàn thích, thuộc kiểu nhòm mà muốn bế về nhà nuôi quá. Cậu bé kia cũng biến mất trong vầng sáng. Ngoại trừ ông chú da đen với cậu nhóc kia ấn nút Yes chọn rời khỏi đây xong, những người còn lại chỉ đứng im một chỗ, không ai bước lên thử cái lựa chọn này như bọn họ. Dù sao thì cũng không bảo đảm rằng sau khi nhấn Yes thì sẽ được rời khỏi hòn đảo nhỏ này, hay là trực tiếp biến mất vĩnh viễn trong đống sáng kia, nên đương nhiên mọi người không dám chọn bậy rồi. Mạng sống chỉ có một mà thôi, đây cũng không phải như trong game, chết đi vẫn có cơ hội sống lại. Nếu như chọn Yes là biến mất thì có lẽ chọn No sẽ mở cửa đấy. Tống Thư Hàn nói, sau đó, hắn bước lên một bước, chuẩn bị ấn vào một Nokia, đợi đã Thư Hàn. Đúng lúc này, Thổ Ba bước lên kéo Tống Thư Hàn lại, để tao thử đi. Nếu mày chọn No xong lại hóa thành đống sáng biến mất thì lỡ như lát nữa đàn chim ưng kia lại tấn công bất ngờ thì ở đây chẳng ai đối phó với chúng nổi. Nên cứ để tao thử đi, không được, cứ để cho tao thử đi. Tống Thư Hàn nói khẽ, ít nhất thì tao cũng có chút thủ đoạn, dù có bị hóa thành đống sáng thì tao cũng có cách đối phó. Trong lúc nói chuyện, có một bóng người chạy sộc vào, thở hồng hộc, là dâu xếp đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàn. Sư phò à, để ta. Sư phò có chuyện cần, cứ để đệ tử lo. Dâu xếp giơ tay kêu to, sau đó, hắn chạy nhanh tới chỗ cánh cửa, giơ tay ấn lên chữ no. Con gái của dâu xếp đã bị biến mất ngay trên máy bay, cho nên nếu như có bị hóa thành đống sáng thì hắn cũng không bận tâm lắm. Có lẽ cũng tiện đi tìm con gái mình luôn. Còn nếu như không biến thành đống sáng thì có thể tiếp tục đi theo Tống Thư Hàn thêm một quãng thời gian nữa, chẳng thiệt đi đâu hết, sư phò. Sau khi Joseph ấn lên chữ Nokia xong thì nói, nếu như chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này, thì chừng đó ngươi có thể đồng ý cho ta được chuyển tới ở gần nhà ngươi được không? Joseph nhân cơ hội nói ra lời thỉnh cầu của mình. Trước kia, hắn trông thấy Tống Thư Hàn dùng một quyền đánh không khí nổ lép bép, hắn cũng thấy kích động muốn chết, hắn cảm thấy, nếu như sinh thời có thể đạt tới cảnh giới cỡ đó của Tống Thư Hàn thì dù có chết cũng không có gì phải hối tiếc hết. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy một chiêu hỏa diễm đao phóng thẳng lên trời giết chết con chim ưng kia, khiến nhiệt huyết toàn thân của hắn trôi trào. Công phu hoa hạ có thể làm được tới cỡ này, đây đã không chỉ là công phu nữa rồi, điều này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi người thường rồi. Joseph nghĩ thầm trong lòng, nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này. Cho dù có muối mặt thì cũng phải nghĩ cách đến ở gần nhà của sư phụ mới được. Hắn quyết định rồi, mặc kệ Tống Thư Hàn có đồng ý hay không, đợi sau khi rời khỏi hòn đảo này, nhất định phải tới gần nhà Tống Thư Hàn mua một căn nhà mới được. Được. Tống Thư Hàn sảng khoái đồng ý, có thêm một người hàng xóm cũng tốt. Hơn nữa, đợi tới một ngày nào đó, nếu như hắn tu luyện có thành tựu, thì cũng sẽ đưa cả nhà rời khỏi trần thế, hắn cũng từng nghĩ rồi. Nếu như tới lúc đó giữa hắn và Joseph mà có duyên sư đồ thật thì hắn sẽ giúp một phen. Nếu đã như vậy, thì Tống Thư Hàn đương nhiên sẽ không bận lòng trước mong muốn chuyển tới làm hàng xóm với hắn của Joseph. Joseph lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn. Một lúc sau, ủa? Sao không có hiệu quả gì thế này? Joseph nghi hoặc hỏi, hắn đã ấn cái phần nâu này cả buổi rồi, sao chẳng có chút phản ứng gì hết thế này? Joseph nghi hoặc, lại tiếp tục ấn mạnh lên phần chữ nâu kia mấy lần nữa. Vẫn không có phản ứng gì sao, lại ấn tiếp, bốp bốp bốp, Joseph ấn liền tù tì mấy chục lần, lần này, rốt cuộc cũng có phản ứng, màn sáng trên cánh cửa lại xuất hiện một dòng chữ, ấn cái con khỉ ấy mà ấn, gấp đi đầu thai à. Không thấy cửa chính nó dày nặng như thế, cần tốn thời gian mới mở được nó ra à, Joseph, Tống Thư Hàn, Cao Mổ Mổ, Thổ Ba, Nha Y, chị em Lục Phỉ, những hành khách còn lại, bất quá. Nếu chọn nâu là mở cửa thì chẳng lẽ chọn Yes là trực tiếp đưa người ta về nhà thật à? Cao Mổ Mổ sờ sờ mũi nói,
Dù sao thì kể từ sau khi con hùng ưng kia xuất hiện xong, tam quan mấy chục năm của bọn họ đã vỡ nát tan tành cả rồi. Có lẽ, hóa thành đống sáng kia thật sự có thể đưa người ta truyền tống xuyên không gian để quay về nhà chăng? Mấy thứ như tam quan này, lập lên thì khó. Chứ mà lúc vỡ thì cũng nhanh lắm. Đấy là do phá hoại bao giờ cũng dễ dàng hơn gầy dựng lên mà. Tiếp viên hàng không hơi béo kia nghe thấy thế thì hai mắt sáng trở lên. Cô ta chạy vội lên, nhân dịp cánh cửa chính vẫn chưa mở ra, mấy dòng chữ trên cánh cửa vẫn còn đó, dùng sức ấn mạnh lên lựa chọn Yes. Nhưng bây giờ, trên người của tiếp viên hàng không nọ chẳng có ánh lửa nào bùng lên hết, lẽ nào đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Cô tiếp viên béo béo kia nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, màn sáng trên cánh cửa lại hiện lên một hàng chữ khác, đừng có ấn ta nữa, ấn nữa là ta sẽ trở mặt đấy. Cô tiếp viên hàng không béo kia bị dọa sợ hết hồn, bây giờ cô ta thật sự bị dọa sợ chết khiếp, nhảy dựng về phía sau, thổ ba đứng sau lưng cô ta thiếu chút nữa đã bị xô ngã ra đất. Ước chừng hơn 2 phút đồng hồ sau, cánh cổng kim loại nặng nề phía trước từ từ kéo lên, có điều cánh cổng này cũng không hoàn toàn mở ra hết, chỉ kéo lên tới độ cao khoảng 2 thước thì dừng lại. Độ cao cỡ 2 thước như thế này cũng đủ cho mọi người đi vào, nhưng mà lúc bước qua cánh cổng này thì vẫn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Cánh cổng kim loại khổng lồ như vậy treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cảm giác sơ sẩy một cái thôi là nó sẽ rớt thẳng xuống ấy, nếu lỡ mà nó rơi xuống thật, thì người đứng bên dưới sẽ chết thảm lắm, có khi lại trực tiếp bị đè nát bét luôn ấy chứ. Vậy nên các hành khách đều bước qua cánh cửa thành treo lủng lẳng trên cao, sợ mình chạy chậm thì cánh cửa sẽ rơi xuống mất. Sau khi bình yên vô sự đi qua cổng thành xong, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mọi người đều tò mò nhìn vào bên trong thành. Bên trong cổng thành là một con đường rộng tích tắc, kéo thẳng vào bên trong. Hai bên đường trồng những cây cổ thụ cao hơn 10 mét, còn có cả một dòng suối nhỏ trong veo. Mà đứng bên cạnh cánh cổng thành này, có một lão giả mặc đồ cổ trang đứng chờ, giống như lão giả đã đứng đây đợi mọi người từ lâu rồi. Sau lưng lão giả còn có 15 người đàn ông cường tráng khỏe khoắn. Hoan nghênh các vị anh hùng đến từ phương xa làm khách ở nơi này của chúng ta. Lão giả mặc đồ cổ trang nghênh tiếp nhiệt tình. Bắt đầu từ Di Di đứng đầu tiên, sau đó bắt tay toàn bộ mọi người vô cùng nhiệt tình. Lão giả này quá nhiệt tình như vậy, để cho mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không kịp thích ứng. Tới cuối cùng, khi lão giả mặc quần áo cổ trang kia nắm lấy tay của Tống Thư Hàn thoáng nhíu mày lại, nhãn khiếu của hắn đã mở, cho nên có thể thấy được một vài chi tiết nhỏ. Hắn chú ý tới, ban nãy, khi lão giả này nắm tay từng người hành khách, tư thế, nụ cười, ngữ khí toàn giống hệt nhau. Đặc biệt là khi lão giả mặc đồ cổ trang luôn miệng nói, hoan nghênh, ngay cả tiết tấu nhanh chậm và ngữ khí gần như không hề thay đổi gì. Loại cảm giác này không khỏi khiến Tống Thư Hàn nhớ lại cái giọng nói lặp đi lặp lại phát ra từ trên tường thành khi nãy, hành động của lão giả mặc đồ cổ trang này giống hệt như kiểu được lập trình sẵn như thế. Sau khi bắt tay Tống Thư Hàn xong, lão giả kích động nói, cảm tạ các vị anh hùng, cũng nhờ các ngươi đã giúp chúng ta ngăn chặn đợt tấn công của bầy chim ưng kia. Nói xong hắn dùng sức vỗ tay thật mạnh, 15 người đàn ông cao to mạnh khỏe sau lưng của hắn cũng vỗ tay thật mạnh. Cảm giác quái dị trong lòng Tống Thư Hàn lại càng rõ ràng thêm, lúc 15 người đàn ông mặc đồ cổ trang kia vỗ tay, động tác giơ tay, chạm tay đều giống hệt nhau như khuôn đúc, giống như những người máy tinh vi vậy. Xin ông chớ khách khí, chúng ta cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi. Tống Thư Hàn thử thăm dò. Hắn vẫn hoài nghi không biết cái hòn đảo thần bí to lớn này có phải là thứ giống như thực tại ảo hay không, cho nên hắn mới thử thăm dò, để xem lão giả trước mặt này có đáp lời với mình hay không. Nếu như đối phương chỉ nói phần của mình mặc kệ câu hỏi của hắn thì đây rất có thể chính là thực tại ảo. Dù thế nào đi nữa thì mọi người cũng vẫn là anh hùng, chúng ta rất lấy làm cảm kích, lão giả đối đáp rất nhanh. Sau đó, lão giả mặc đồ cổ trang lại nói thêm, không biết các vị có đồng ý cho chúng ta làm thịt mấy con súc sinh kia hay không, mặc dù mấy con súc sinh đó luôn làm phiền chúng ta, nhưng chúng nó quả thật là món ngon rất hiếm có đấy. Các anh hùng vừa đi đường mệt nhọc, đúng lúc cũng cần thịt của những con súc sinh kia tẩm bổ một chút, giảm bớt mệt mỏi, thế thì lão nhân gia cứ thoải mái làm chủ đi, đúng lúc chúng ta cũng đang đói bụng đây. Ngoài ra, xin lão nhân gia ngài có thể sắp xếp cho chúng ta một chỗ để mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát được hay không? Tống Thư Hàn lại hỏi dò lần nữa, không thành vấn đề, trong tòa thành này cái gì không có, chứ chỗ nghỉ thì muốn bao nhiêu cũng có hết. Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả, tuy rằng tòa thành này rất lớn, nhưng phần lớn đều bỏ trống mà thôi. Trong lúc nói chuyện, lão giả mặc đồ cổ trang nhẹ nhàng phất tay một cái,
15 người đàn ông cường tráng kia lập tức tiêu sái đi ra khỏi thành, trong đó 10 người phân làm hai tổ, khiêng hai con chim ưng to tướng bị Tống Thư Hàn giết chết. Còn 5 người khác đi dọc theo về phía bên trái tường thành, chắc muốn mang con chim ưng đầu tiên mà Tống Thư Hàn đã giết. Xin mời các vị anh hùng đi theo ta dẫn các vị đi vào nơi nghỉ ngơi, lão giả mặc đồ cổ trang lại nói, sau đó xoay người đi tít ở phía trước. Tất cả hành khách còn lại đều nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn đáp, đi theo đi, thật vất vả lắm chúng ta mới vào thành được, đương nhiên chúng ta phải đi vào một chuyến rồi. Dọc theo đường đi, lão giả mặc đồ cổ trang vẫn tràn đầy nhiệt tình như trước, lúc dẫn đường, còn không ngừng giới thiệu về tòa thành cổ tráng lệ này với Tống Thư Hàn. Lão giả mặc đồ cổ trang giới thiệu rất kỹ càng, thậm chí ngay cả một tấm bia đá trong tòa cổ thành đều được hắn kể ra lai lịch rõ ràng, bao gồm cả những lịch sử liên quan tới nó nữa, hành khách bên cạnh không ai xen mồm nói vào được. Tống Thư Hàn và lão giả vừa nói vừa cười, gật đầu phụ họa. Sau đó, nói mãi, đột nhiên, Tống Thư Hàn mỉm cười lên tiếng nói, lão nhân gia, ngươi có đi đại tiện không? Ha ha, quả nhiên tiểu hữu cũng cho là như vậy à, lão giả mặc đồ cổ trang vuốt râu cười, đối thoại. Không khớp rồi, Tống Thư Hàn suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề lại càng thêm thất lễ, lão nhân gia, mẹ người có phải là đại hầu tử không? Những lời này, Tống Thư Hàn nói rất mơ hồ, với lại tốc độ cũng hơi nhanh, nếu như có vấn đề thì hắn có thể vinh cớ nói rằng mình buộc mồm nói bậy, vốn đang định hỏi, lão nhân gia, chỗ các ngươi có con khỉ nào không, mới đúng. Tất cả hành khách đứng bên cạnh đều ngây ra, không biết Tống Thư Hàn đang làm gì. Thế nhưng, lão giả mặc đồ cổ trang giống như không nghe thấy những lời mà Tống Thư Hàn vừa mới nói vậy, vẫn nở nụ cười như cũ. Lão còn nhiệt tình kéo tay của Tống Thư Hàn, tiếp tục thân thiết giới thiệu về một phiến liễu trước mặt với Tống Thư Hàn. Tới đây, anh hùng, ngươi xem cây liễu kia mọc tốt không? Đừng xem thường bọn nó nhé, bọn nó đã có lịch sử lâu đời hơn 100 năm rồi đấy. Nghe nói mỗi năm hái chồi non của nó xuống, phối chung với vài loại dược liệu khác thì có thể chế thành một loại rượu trà có tác dụng cường thân kiện thể đấy. Câu hỏi ban nãy bị lơ rồi à? Nhưng đoạn đối thoại này vẫn có vấn đề. Trong lòng Tống Thư Hàn có chút áy náy, lại làm ra vẻ nhiệt tình, nói thử, cha của ngươi là Đại Tinh Tinh. Ha ha ha, anh hùng cũng thấy gốc cây này rất tốt đúng không? Lão giả mặc đồ cổ trang vui mừng vuốt râu. Tống Thư Hàn gật đầu, vẻ mặt khen ngợi. Ngươi là Đại Mã Hầu, ha ha ha, anh hùng nói có đạo lý a, lão giả cười trả lời. Tất cả hành khách đứng bên cạnh đều choáng váng, bọn họ ngoáy lỗ tai, không biết là Tống Thư Hàn lên cơn điếc hay là lão giả mặc đồ cổ trang kia lên cơn nữa. Hay có khi nào cả thế giới đều điếc hết cả rồi không? Quả nhiên, đối thoại đã bị phá hỏng rồi. Tống Thư Hàn dùng sức xoa xoa khuôn mặt, quả nhiên lão giả mặc đồ cổ trang trước mắt này có vấn đề, rõ ràng hắn đang vận chuyển theo một trình độ được dựng sẵn. Lúc ở cổng thành, ông ta có thể đối đáp lưu loát như thế, rõ ràng là giống như kiểu mấy robot trò chuyện nhận diện mặt, sẽ căn cứ vào những từ ngữ mấu chốt, lại thêm vẻ mặt của đối tượng, sau đó sẽ chọn lời trả lời chính xác. Sau khi vào thành xong, lão giả mặc đồ cổ trang bắt đầu mở ra hình thức giới thiệu về tòa thành cổ. Dọc theo đường đi không ngừng giới thiệu về những thứ ở bên trong tòa thành cổ với bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nói chen vào được. Dù cho không phải là thực tại ảo thì có thể lão giả mặc đồ cổ trang này cũng là một thứ tương tự như khôi lỗi có trí năng. Mà thôi, bắt nạt một con người máy trò chuyện thế này căn bản chẳng có chút cảm giác thành tựu gì hết. Cứ trực tiếp hỏi về chuyện mình muốn biết luôn cho rồi. Lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, những hành khách chọn đáp án Yes ở cổng thành thì sẽ được đưa thẳng về nhà à? Tống Thư Hàn hỏi dò, đáp án trên cổng thành gì? Đó là cái gì thế? Lão giả mặc đồ cổ trang quay đầu lại, hỏi với vẻ nghi hoặc, lẽ nào? Lão giả mặc đồ cổ trang không có quyền trả lời về vấn đề này à? Tống Thư Hàn lại hỏi tiếp, vậy lão nhân gia này, chúng ta phải làm sao thì mới có thể rời khỏi nơi này đây? Lần này, tất cả các hành khách đều nhìn về phía này với ánh mắt mong ngóng. Rời khỏi nơi này à? Lão giả mặc đồ cổ trang chỉ vào tòa tháp cao nhất ở trong thành cổ, có nhìn thấy tòa tháp cao cao đó chứ? Ở đó có một trung tâm giao dịch lớn. Mặc kệ là ai, đều có thể dùng thứ gì đó trên người của mình để vào đó giao dịch, hòng đổi lấy thứ mà mình muốn, không lừa trên gạt dưới, tuyệt đối trao đổi ngang giá, có thể đổi được cơ hội rời khỏi nơi này ở trong đó sao? Tống Thư Hàn lập tức hỏi tới, lão giả mặc đồ cổ trang lắc đầu, đã nói là không lừa già gạt trẻ, trao đổi đồng giá, thì sao có thể dùng cơ hội rời khỏi nơi đây để uy hiếp người ta được? Chỉ cần hoàn thành một lần giao dịch ở trong tòa tháp cao đó thì mặc kệ là giao dịch gì cũng được,
chỉ cần làm xong thì có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Tống Thư Hàn ngây ra, đơn giản như vậy thôi á. Nếu đơn giản như vậy, thì tại sao các tiền bối ở trong nhóm Cửu Châu số 1 lại gặp phải đủ loại kiếp nạn trên hòn đảo thần bí này như thế? Tuy rằng chẳng bị vết thương nặng gì, nhưng cũng trải qua mấy trận ác chiến luôn ấy chứ. Cuối cùng còn rơi vào kết cục tự mình phong ấn ký ức để rời khỏi nơi này nữa là sao? Lẽ nào nơi các tiền bối tiến vào không phải cùng một chỗ với mình sao? Hay có khi nào kiểu mở phó bản của các tiền bối không đúng? Chúng ta đến rồi, đây này là nơi lão phu cai quản, mọi người có thể tùy ý ở lại trong các phòng ốc ở chỗ này. Một lát nữa, đợi mấy người trẻ tuổi kia làm thịt nhổ lông lũ súc sinh kia xong rồi thì ta sẽ trổ tài cho mọi người nếm thử. Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả nói, còn làm một động tác xào rau nữa, làm phiền lão nhân gia rồi. Tống Thư Hàn đáp lời, mặc dù chỉ là một nhân vật trí năng mà thôi, thế nhưng đúng là làm được đại ân cho mọi người, để bọn họ biết cách quay về, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực với tinh thần lực xong, hắn có thể đi tìm hai anh em Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương về đây, sau đó thông qua tòa tháp cao kia để rời khỏi đây. Như vậy, xin mời các anh hùng nghỉ ngơi thật tốt, lão phu tạm thời không quấy rầy mọi người nữa, lão giả mặc đồ cổ trang nhiệt tình cười nói. Mọi người cũng khách khí nói vài câu với lão giả. Lão giả mặc đồ cổ trang xoay người định rời khỏi, thế nhưng, sau khi đi được hai bước, thì hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh Tống Thư Hàn, cầm lấy tay của Tống Thư Hàn, nhiệt tình lắc lắc. Đồng thời, hắn dùng thanh âm chỉ có mỗi mình Thư Hàn mới có thể nghe thấy để nói, hoan nghênh đã tới thiên giới đảo, Tống, Thư, Hàn. Mong ngươi chơi vui vẻ. Tống Thư Hàn nghe thấy thế thì đờ người ra. Vị lão giả trước mắt này không phải là robot trí năng à? Còn nữa, tại sao lúc đọc lên mình ra lại phải nhấn giọng từng chữ là sao? Sau khi nhiệt tình bắt tay Tống Thư Hàn xong thì lão giả mặc đồ cổ trang tỏ ra khá thỏa mãn, tung tăng rời khỏi, để lại một mình Tống Thư Hàn hóa đá bay theo gió. Thổ Ba nhìn thấy mặt Tống Thư Hàn được ra thì nghi hoặc hỏi, Thư Hàn, lão nhân gia kia đã nói gì với mày thế? Không có nói gì hết, lão nhân gia chỉ bảo bọn mình chơi vui mà thôi. Tống Thư Hàn đáp, chỉ nói vậy thôi à. Thổ Ba lại càng nghi hoặc hơn, vậy mày làm cái bản mặt trông như mới bị người ta hấp diêm xong là sao? Tống Thư Hàn vỗ vai Thổ Ba thật mạnh, Thổ Ba này, mai mốt về đi học lại ấy, tới giờ ngữ văn mày phải giỏng tai lên mà nghe giảng cho kỹ nhé. Cái ví dụ của mày khi nãy chả ăn nhập khỉ gì hết, Thổ Ba, lúc này, Cao Mổ Mổ lại nói, mà nói này, mày có cảm giác mấy lời của lão nhân gia khi nãy đã nói không đáng tin chút nào không? Thật sự có thể thông qua giao dịch trong ngọn tháp của tòa thành này là có thể lấy được cơ hội rời khỏi hòn đảo này sao? Cho dù trước kia Cao Mổ Mổ chưa từng gặp phải mấy chuyện thần quái thế này bao giờ, nhưng ở trong phim và game, mỗi khi gặp phải kịch bản phim hay phó bản có nội dung tương tự như thế, thì có cái nào vượt qua dễ thế đâu? Tống Thư Hàn cười nói, mặc kệ là thật hay giả, mình cứ qua đó xem là biết. Bọn họ nhất định phải rời khỏi hòn đảo thần bí này, cho nên mặc kệ chuyện lão giả mặc đồ cổ trang kia nói là thật hay giả, bọn họ đều phải lên ngọn tháp kia xem thử mới được. Mọi người im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa tháp trong ngôi thành cổ này. Lúc này, cô gái trông có vẻ trí thức kia tò mò hỏi, các cậu nói xem, đợi sau khi chúng ta bước vào trong tòa tháp đó, người trong đó sẽ giao dịch thứ gì với chúng ta đây? Trên người chúng ta có thứ gì thích hợp để giao dịch với người ta à? Từ sau khi mọi người gặp tai nạn rơi máy bay xong, vất vả lắm mới leo ra khỏi cái xác máy bay kia, lại gặp ngay bầy đại tinh tinh quái dị nọ. Hành lý của mọi người vẫn còn đang ở trên máy bay, mấy thứ mang theo bên người thì chẳng được bao nhiêu. Cô gái kia vừa mới nói xong thì rất nhiều hành khách đều biến sắc. Cô tiếp viên hàng không lập tức sờ sờ móc móc trên người mình, lấy ra được mấy tờ danh thiếp, một cái thẻ mua sắm, một chiếc khăn tay, điện thoại, và một chung chìa khóa. Toàn mấy thứ linh tinh. Cô lập tức mếu máo, liệu khu giao dịch trên tòa tháp đó có nhận mấy thứ này không đây? Không riêng gì cô, rất nhiều hành khách đều sờ soạn lục lọi khắp người mình, sau đó ai cũng mếu máo y chang, rõ ràng, thứ trên người bọn họ cũng không khá khẩm hơn tiếp viên kia là mấy. Cái tòa tháp thần bí kia cũng có phải vựa ve chai đâu, liệu họ có chấp nhận giao dịch mấy thứ này không đây? Một hành khách nữ lý nhí nói, hay là chúng ta quay lại chỗ máy bay lấy lại chỗ hành lý trên máy bay nhỉ? Chúng ta đi kiểu gì bây giờ, cô đừng có quên trên trời vẫn còn một đàn chim ưng khổng lồ, trong rừng thì có một con thằn lằn khổng lồ đấy. Ông anh định nhảy thi với bầy đại tinh tinh ban nãy cười khổ nói, hơn nữa, cô đừng quên là vẫn còn lũ đại tinh tinh quái dị kia. Có vẻ như trí lực của bầy đại tinh tinh đó khá cao,
nói không chừng đồ đạc trên máy bay của chúng ta đã bị chúng nó cũng mất rồi. Mọi người nhớ tới đám đại tinh tinh kia, không khỏi thở dài nặng nề. Đừng nghĩ nhiều làm gì, lát nữa ăn chút đồ ăn để cho lại sức xong thì đi vào tòa tháp đó xem thử. Nói không chừng chúng ta lại có sẵn thứ trong đó cần giao dịch thì sao? Tống Thư Hàn bình tĩnh nói, thật ra thì từ khi bước vào thành cổ tới nay, Tống Thư Hàn vẫn luôn suy tư, tại sao hòn đảo thần bí này, hoặc gọi đúng hơn là thiên giới đảo này lại khiến cho nhiều hành khách bình thường đi lên đảo như thế? Lúc đầu hắn hoài nghi không biết có phải vì mình hay không, có lẽ thiên giới đảo muốn kéo hắn lên đảo, còn những người hành khách này chỉ là bị chịu tội oan thôi, đây không phải là vì hắn tự kỷ. Dù sao thì hắn cũng là tu sĩ duy nhất trên máy bay, nếu như thiên giới đảo mà chọn ra mục tiêu thì khả năng kẻ đó là hắn sẽ cao nhất, nhưng sau này nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng lắm. Nếu như thiên giới đảo thật sự chỉ muốn kéo hắn lên trên đảo thôi thì có thể trực tiếp chọc riêng mình hắn lúc ở trên máy bay luôn rồi. Cho dù không thể làm được như thế thì thiên giới đảo này cũng có thể khiến cho toàn bộ hành khách trên máy bay biến mất, chỉ chừa lại mỗi mình Tống Thư Hàn trên máy bay cũng được rồi. Điều này thiên giới đảo hoàn toàn có thể làm được kia mà. Cho nên, có khi nào thiên giới đảo này có dụng ý gì đặc biệt cho nên mới cố ý chọn nhóm hành khách này ra rồi đưa tới đây? Nếu thế thì dụng ý đó lại là gì đây? Lúc này, khi hắn nghe lão giả kia nhắc tới khu giao dịch trong tòa tháp, thì trong lòng hắn chợt động, nảy ra mưu kế thế này. Có khi nào là trên người số hành khách ở lại mang theo thứ gì đó khiến cho thiên giới đảo này cảm thấy hứng thú hay không? Nhưng trên người chúng tôi đâu còn thứ gì đáng giá nữa đâu. Cô tiếp viên hàng không nhìn mấy thứ tạp nhạp trong tay mình, cô không tin là sẽ có người muốn giao dịch lấy mấy thứ này, đừng sợ gì cả. Tóm lại là đợi lát nữa đi lên tòa tháp kia xem xong rồi hãy tính tiếp. Có lẽ trên người chúng ta còn cất giấu bảo vật gì đó mà ngay cả bản thân của chúng ta cũng không biết thì sao? Tống Thư Hàn mở miệng an ủi, tất cả hành khách đều an tĩnh lại, im lặng chờ dưỡng sức. Sau đó, thi thoảng lại có hành khách lặng lẽ nhìn về phía quân tử Vạn Lý Hành, giá trị vũ lực mà Tống Thư Hàn thể hiện ra lúc giết chết con hùng ưng kia quả thật rất rung động lòng người, khiến cho các hành khách đều rụt rịch. Bọn họ cũng giống như dâu xếp, hận không thể xin đi theo bên cạnh Tống Thư Hàn để học được mấy chiêu. Chỉ là bọn họ không mặc giày được như dâu xếp, nên nhất thời không biết phải làm thân với Tống Thư Hàn kiểu gì. Nhưng không sao cả, dù sao thì bọn họ cũng đã biết về sự tồn tại của Tống Thư Hàn. Đợi khi có cơ hội rời khỏi hòn đảo này rồi lại kiếm dịp nào đó móc nối quan hệ với Tống Thư Hàn cũng được. Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Còn mấy người bạn cùng phòng có quan hệ tốt với Tống Thư Hàn như Cao Mổ Mổ và Thổ Ba thì lại không muốn làm khó Tống Thư Hàn nữa. Dù sao thì ngày tháng bọn họ ở chung với Tống Thư Hàn hãy còn dài. Chừng 10 phút sau, lão giả mặc đồ cổ trang lại xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy hắn đeo tạp dề của đầu bếp, hai tay cầm một con dao chặt lớn, máu dính be bét khắp người. Trên mặt mang theo một nụ cười rất rợn người. Mấy hành khách nữ nhìn thấy bộ dạng của lão giả mặc đồ cổ trang thì lập tức liên tưởng tới mấy tình tiết trong phim kinh dị, ai nấy cũng bị dọa hết hồn la hét liên hồi. Lão giả mặc đồ cổ trang vẫn giữ nguyên nét mặt cùng với nụ cười đáng sợ đó, nói như một NPC, những anh hùng đáng kính, ba con súc sinh kia đã được nhổ lông làm thịt xong, tiếp theo ta sẽ cho người đưa chúng nó lên, xin mời các vị anh hùng dùng thoải mái. Trong lúc ông đáng nói thì có 5 người đàn ông cường tráng xuất hiện sau lưng ông, tay họ bưng hai nồi canh thịt có đủ sắc hương vị, chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến người ta thấy đói bụng. Thấy thế, mấy hành khách sau lưng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn lão giả mặc đồ cổ trang với vẻ cảnh giác. Khóe miệng của Tống Thư Hàn co giật, lão nhân này có sở thích nặng đô quá. Hắn dám cam đoan, tâm trạng của lão nhân gia nhất định là rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng sợ hết hồn của các hành khách như thế này. Năm người đàn ông cường tráng kia đặt nồi to xuống, lại múc một bát canh thịt đầy ụ cho các vị hành khách đang đói rã ruột ở đây. Các hành khách vừa đói lại vừa mệt. Hơn nữa loại canh thịt này giống như có một loại ma lực nào đó hấp dẫn bọn họ. Sau khi nhận lấy bát canh thịt xong, các hành khách căn bản không kịp suy nghĩ cân nhắc xem nồi canh này có vấn đề gì hay không, chỉ vội hút liên tục. Tống Thư Hàn vốn còn định nhắc nhở Thổ Ba và Cao Mổ Mổ một câu. Nhưng hắn còn chưa kịp nói năng gì thì đám Thổ Ba đã hút lấy hút để bát canh thịt mất rồi. Tống Thư Hàn thở dài, nhận lấy một bát canh thịt, nhìn về phía lão giả mặc đồ cổ trang, lão nhân gia này, ngươi cũng uống một chút đi. Lão giả mặc đồ cổ trang nhếch môi cười, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiếc quá đi, lão phu, chỉ, ăn, chay. Không, ăn, mặn, ăn chay thì ăn chay, có cần phải nghiến răng nghiến lợi như thế không chứ? Tống Thư Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bát canh thịt qua một bên,
Yên tâm đi, trong nồi canh thịt này không có vấn đề gì đâu, nồi canh thịt này xem như lão phu đền bù tổn thất cho các ngươi. Lão giả mặc đồ cổ trang nhỏ giọng nói, ta vẫn không dám ăn. Tống Thư Hàn thành thật trả lời, trước khi biết rõ về lão giả này, sao hắn dám ăn bừa thứ đối phương đưa chứ? Vậy thì thôi, nhưng ta vẫn giữ bát canh thịt này lại cho ngươi. Đợi khi nào ngươi muốn thì ăn cũng được. Hình như lão giả mặc đồ cổ trang cũng đã đoán được Tống Thư Hàn sẽ từ chối bát canh thịt này, nên hắn dứt khoát dọn bát canh của Tống Thư Hàn đi. Sau đó, hắn cởi chiếc tạp dề dính đầy máu me ném qua một bên. Sau khi ngồi im chờ các hành khách ăn canh xong, lão giả mặc đồ cổ trang cười hỏi, các vị anh hùng đã nghỉ ngơi xong cả rồi chứ? Nếu vậy thì lão phu sẽ đưa các ngươi đi tới tòa tháp cao của thành cổ để tiến hành giao dịch nhé. Các hành khách bất giác sờ lên bụng của mình, rõ ràng đó chỉ là một bát canh thịt bình thường, nhưng ăn xong lại cảm thấy no căng trước nay chưa từng có. Hơn nữa cảm giác như toàn thân thoáng cái đã tràn ngập sức mạnh, bọn họ cảm giác bây giờ mình có chạy một hơi cả chục cây số cũng không thành vấn đề. Đúng là bát canh thịt thần kỳ mà. Dọc theo con đường trong thành cổ, có lão giả mặc đồ cổ trang dẫn đường, mọi người đi vào bên trong của thành cổ. Cuối cùng đi về phía tòa tháp cao kia, trên đường đi. Số lượng dân cư trong thành cổ khiến cho các hành khách bối rối, bởi vì số lượng dân cư thật sự quá ít, ngay cả người ở trong nội thành cũng chẳng được mấy ai, khiến tòa thành cổ khổng lồ này giống như một tòa thành chết vậy, chỉ thi thoảng mới có thể thấy loáng thoáng một vài bóng người. Điều này khiến cho các hành khách vẫn luôn sống trong các thành phố đông đúc tấp nập của Trung Quốc thấy không được quen lắm. Mọi người nhanh chóng đi tới bên dưới tòa tháp cao. Lão giả mặc đồ cổ trang đút tay tay vào trong ống tay áo, nói, các vị, ta chỉ có thể đưa mọi người đi tới đây thôi. Các ngươi cứ trực tiếp đi vào từ cửa tháp, sẽ tự có người tới đón các vị. Nếu như thuận lợi thì sau khi giao dịch xong, các vị sẽ lấy được cách rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chúc mọi người có thể đổi được thứ mà mình muốn. Lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười nói, mượn lời chúc của lão nhân gia. Tống Thư Hàn đáp, sau đó, hắn dẫn theo đám người Cao Mổ Mổ, đi vào bên trong tòa tháp cổ. Mọi người vừa mới đặt chân bước vào trong tháp thì đột nhiên có cảm giác không trọng lực như khi bước vào trong thang máy. Một lát sau, hình ảnh trước mắt mọi người đột nhiên lại thay đổi, biến thành một điện phủ bằng bảo thạch vô cùng khổng lồ. Tất cả đồ đạc trong điện phủ này đều được làm thành từ các loại đá quý đủ màu, kim cương các kiểu. Ngay cả cái bàn cũng dùng vô số bảo thạch ghép lại. Một số đồ vật như ly tách gì đó, đều cùng mấy viên bảo thạch cực lớn để khoét rỗng mà thành. Một cổ khí tức thần hào đập thẳng vào mặt mọi người. Tiếp viên hành không thấy cảnh tượng trước mặt thì đau khổ sờ thứ trong ngực áo của mình. Đừng nói là những thứ cô mang theo trên người. Dù có bán luôn cả cô cũng không mua nổi một cục kim cương nhỏ nhất trong điện này nữa, bởi vì viên kim cương nhỏ nhất ở đây cũng phải to cỡ bằng bàn tay. Thế này thì để người ta giao dịch vui vẻ kiểu gì đây? Cô biết lấy thứ gì ra để mà giao dịch bây giờ? Người nghĩ như thế không chỉ có mỗi mình cô tiếp viên hàng không, phần lớn hành khách đều cảm thấy bất lực y hệt thế. Ở tinh không chi gia này, chúng ta đều tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao đổi đồng giá, để các vị khách đều có thể yên tâm bán, an tâm mua. Một giọng nói thanh thúy vang lên khắp bốn phương tám hướng trong bảo thạch điện, tinh không chi gia chúng ta tuyệt đối không lừa trên gạt dưới, hàng thật giá thật, không hề lừa gạt, nếu giả thì sẽ đền gấp 10 lần. Tống Thư Hàn, cái kiểu quảng cáo treo đầy đường thế này khiến người ta cảm giác sự ngầu lòi của tinh không chi gia này thoát cái đã rất hạn thê thảm. Tiếp theo, xin mọi người cứ thả lỏng, sau đó trước mặt các ngươi sẽ xuất hiện một khung giao dịch, dựa vào nguyên tắc trao đổi đồng giá. Chúng ta sẽ liệt kê vật phẩm mà mọi người có thể dùng để giao dịch, cùng với vật phẩm mà chúng ta dùng để giao dịch với các ngươi. Đồng giá tuyệt đối, công bằng tuyệt đối, giọng nói thanh thúy kia lại vang lên lần nữa. Mọi người nghe thấy thế thì đều hít sâu một hơi, cố gắng thư giãn đầu óc. Sau đó, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cửa sổ giao dịch do màn sáng tạo thành, những màn sáng này chỉ có riêng bản thân từng người mới có thể nhìn thấy. Lúc này, vị tiếp viên hàng không kia đột nhiên kinh ngạc bật thốt, ủa. Các người chỉ cần sợi dây chuyền của tôi thôi hả? Cô nhìn về chỗ ngực của mình, sợi dây chuyền có mặt cá khắc gỗ nho nhỏ này là cô bỏ ra 30 đồng mua được ở trong một tiệm đồ cổ, lúc đó cô cũng không biết đây là thứ gì, lúc ấy chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu nên mới mua. Nào ngờ, thứ mà tinh không chi gia này muốn đổi lại là con cá gỗ nhỏ này, chẳng lẽ con cá gỗ nhỏ này là bảo vật gì đó? Sau đó, cô tò mò nhìn về phía món đồ mà tinh không chi gia đặt lên để đổi lấy con cá khắc gỗ nhỏ kia. Một viên thanh xuân Mỹ dung đan, ghi chú,
cô có muốn 50 tuổi mà vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi 20 không? Cô có muốn giữ được vẻ xinh đẹp của tuổi 30 khi đã 70 không? Đừng lo, một viên thanh xuân mỹ dung đan này là có thể đẩy lùi vẻ già yếu của cơ thể con người, cô xứng đáng có được nó. Nếu như trước kia có người quảng cáo về cái thứ như thanh xuân mỹ dung đan này ở trước mặt tiếp viên hàng không thì cô nhất định sẽ mắng người đó là lừa đảo. Nhưng bây giờ, cô không thể không tin, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều vượt hẳn lẽ thường. Sau đó, cô nhìn về phía một thứ vật phẩm khác mà đối phương dùng để trao đổi. Một tờ tiêu nan phù, ghi chú, tiêu tai giải nạn, mang theo lá bùa này, có thể giải trừ một nguy cơ sống chết của cô. Cái phần ghi chú này thì có tiết tháo hơn phần kia nhiều. Những thứ để giao dịch chỉ có hai món. Tiếp viên hàng không suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát chọn thanh xuân mỹ dung đan luôn. Đối với tiếp viên hàng không mà nói, giữa một cơ hội giữ mạng với vẻ đẹp thì đương nhiên vẫn là vẻ đẹp thanh xuân có giá hơn rồi. Chúc mừng, cô đã giao dịch xong một vật phẩm với Tinh Không Chi Gia. Xin hỏi cô có chọn rời khỏi thiên giới đảo lập tức hay không, hay là chọn 24 tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi? Thanh âm kia lại vang lên. Đồng thời, trong lòng bàn tay của tiếp viên hàng không có thêm một viên thuốc trong suốt, phát ra mùi thơm lạ kỳ. Cô quay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàn, giống như đang muốn trưng cầu ý kiến của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn suy nghĩ một lát xong thì nói, trên thiên giới đảo này đầy ắp nguy hiểm. Tôi đề nghị, nếu như mọi người có thể rời khỏi nơi này thì cứ đi cho sớm thì hơn. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình, không thể phân thân ra được. Nếu như gặp phải mấy mối nguy hiểm như con chim ưng khổng lồ kia thì tôi cũng không dám chắc là mình có thể bảo vệ được mọi người đâu. Mọi người nhớ tới bầy chim ưng ở chỗ cổng thành khi nãy, ai nấy cũng biến sắc. Thư Hàn tiên sinh, chúng ta gặp lại ở ngoài đời sau vậy? Tiếp viên Hàn không gật đầu thật mạnh, cô nuốt viên thuốc trong suốt có mùi thơm lạ kỳ kia trước, sau đó chọn lập tức rời khỏi thiên giới đảo. Tống Thư Hàn khẽ gật đầu, nhưng gặp ở ngoài đời á. Tới lúc đó gặp lại chắc là cô chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra trên thiên giới đảo này đâu. Xóa ký ức chẳng phải chuyện khó khăn gì đối với những tu sĩ cường đại cả. Mà theo như kinh nghiệm của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thì chắc chắn không thể giữ lại được những ký ức về thiên giới đảo. Đợi sau khi rời khỏi thiên giới đảo thì hắn và cô tiếp viên hàng không này sẽ thành kiểu gặp mà chẳng quen thôi. Lúc này, cô tiếp viên hàng không kia chọn lập tức quay về. Sau đó, trên người cô bốc lên ánh sáng trông như một ngọn lửa. Đây không phải ánh sáng xuất hiện trên người của hành khách lúc ở trên máy bay và ở ngoài cổng, biến người ta thành đống sáng tan biến sao. Cô tiếp viên hàng không kia lập tức hoảng sợ. Thanh âm trong Tinh Không Chi Gia lập tức giải thích, đừng lo lắng, đây là cách đưa các ngươi quay về. Sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho các ngươi cả, đợi các ngươi tỉnh lại thì sẽ phát hiện mình đã quay về ngôi nhà ấm áp của mình. Nghe lời giải thích này, mọi người lập tức nhớ tới lựa chọn Yes và No ở ngoài cổng. Hóa ra cái lựa chọn đó thật sự đưa người ta về với mái nhà ấm áp của mình. Joseph thở phào nhẹ nhõm, nói vậy thì lúc ở trên máy bay, con gái của hắn cũng đã được đưa về nhà rồi đúng không? Cũng có vài người thở phào nhẹ nhõm như Joseph, rõ ràng, bọn họ đều có người thân hoặc bạn bè bị biến mất ở trên máy bay. Có cô tiếp viên hàng không kia mở đầu, những hành khách khác bắt đầu tiến hành giao dịch, các mục giao dịch có đủ loại, và cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Có người cần phải đổi cái áo khoác da đang mặc. Có người phải đổi chiếc nhẫn đính hôn của mình. Thú vị nhất chính là ông chú biết nhảy kia. Thứ ông ta phải đổi lại là một cái bớt có từ lúc mới sinh ra, mà thứ ông ta nhận được lại là một chiếc vòng cổ bằng vàng rồng lớn chừng sợi xích chó. Ông ta đã muốn đi phẫu thuật xóa cái bớt từ lâu rồi. Bây giờ không chỉ có thể bớt được tiền đi phẫu thuật, mà còn đổi được một sợi xích vàng lớn thế này, xem như lời to. Còn Thổ Ba nhìn vào hạng mục giao dịch của mình xong thì cũng há hốc mồm ra. Thứ mà cậu ta phải giao dịch lại là một ống máu, mà thứ cậu ta nhận được lại là một nồi canh thịt. Cũng là cái loại mà lão giả mặc đồ cổ trang đã cho bọn họ ăn khi nãy, hơn nữa, đây lại là một lựa chọn duy nhất, máu, canh thịt. Thổ Ba cảm thấy nghi hoặc, nhưng cậu ta không ấn đồng ý ngay, mà liếc mắt nhìn Cao Mổ Mổ một cái. Sau đó cả hai lập tức quay sang nhìn Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai thằng bạn cùng phòng xong thì mỉm cười, nói, hai đứa bay đừng có cù nhây nữa, cứ hoàn thành lần giao dịch trước đã, đợi rời khỏi thiên giới đảo này rồi nói sao, vậy mày thì sao? Cao Mổ Mổ nghe thấy giọng điệu của Tống Thư Hàn giống như không định quay về cùng với bọn họ thì phải, bọn mày đừng quên Gia Cát Trung Dương với Gia Cát Nguyệt chứ, tao phải đi tìm hai người đó về cái đã. Tống Thư Hàn mỉm cười đáp lời, bọn mày cứ yên tâm đi.
chờ tao đưa hai anh em bọn họ về xong thì sẽ lập tức về tìm bọn mày, mày phải về nhanh nhé. Thổ ba nói, Tống Thư Hàn mỉm cười gật đầu, thổ ba hít sâu một hơi, ấn nút giao dịch. Sau đó lập tức có một nồi canh thịt ngon lành xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo, trên người của hắn có một ngọn lửa bốc lên, sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Cao Mổ Mổ, Nha Y, chị em Lục Phỉ cũng ấn nút giao dịch, rồi biến mất hệt như thổ ba. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình Tống Thư Hàn và dâu sếp còn đứng lại trong tinh không chi gia này. Sư phò, ta đi cùng ngươi. Dâu sếp nói với vẻ kích động, hắn quyết định rồi, phải theo sát sư phụ một tấc cũng không rời, để nhìn thần uy của sư phụ nữa, ngươi cũng về trước đi. Tống Thư Hàn cười nói, không thì tới lúc đó đừng hòng làm hàng xóm với ta. Nghe Tống Thư Hàn nói thế, dâu sếp mới thở dài, cũng không biết hắn giao dịch thứ gì, thân thể biến thành đống sáng rồi tan biến đi. Cuối cùng, bên trong tinh không chi gia chỉ còn lại mỗi mình Tống Thư Hàn đứng đó. Tống Thư Hàn thở dài một hơi, sau đó, hắn đột nhiên quay sang giơ ngón giữa lên với bảo thạch điện phủ của tinh không chi gia. Tiếp theo, hắn đút hai tay vào túi, rời khỏi tinh không chi gia này không chút do dự. Lúc đi tới cửa ra của bảo thạch điện phủ nọ thì vẫn là cảm giác giống hệt như khi đi thang máy kia. Sau một khắc, Tống Thư Hàn đã xuất hiện ở cửa ra vào của tòa tháp. Ô kìa, Tống Thư Hàn tiểu hữu. Sao ngươi không đổi đồ đi, ra đây làm gì thế? Lão giả mặc đồ cổ trang nhìn về phía Tống Thư Hàn, cũng không thấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc gì, chỉ cười hỏi, lão nhân gia đã biết rõ rồi thì cần gì phải cố hỏi chứ? Tống Thư Hàn nhíu mày, tinh không chi gia căn bản không muốn đưa ta về đúng không? Lúc ở trong bảo thạch điện đường khi nãy, trên người mọi người đều nhảy ra cửa sổ giao dịch. Nhưng trên người của Tống Thư Hàn thì lại không có gì hết, dù rằng trên người hắn có rất nhiều bảo vật, nếu nói không có người lén thao túng thì ai mà tin nổi, ha 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 ha. Lão giả mặc đồ cổ trang cười lớn. Hắn lại đưa bát canh thịt kia ra rồi nói, có muốn uống không? Tống Thư Hàn nhận lấy bát canh thịt, cắn răng nói, người sáng mắt không nói quanh co, rốt cuộc lão nhân gia là ai, tìm ta có việc gì? Nếu như ta nói, vấn đề thật ra nằm ở trong bát canh này. Vì ngươi không uống canh thịt, cho nên không thể nào giao dịch với tinh không chi gia thì ngươi có tin hay không? Lão giả mặc đồ cổ trang cười ha hả hỏi lại, Tống Thư Hàn liếc mắt nhìn. Uống ngay đi cho nóng, yên tâm đi, nếu như ta mà có ác ý với ngươi thì có thể đè đầu ngươi ra trút hết bát canh này vào miệng ngươi rồi. Lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười nói, Thư Hàn nghiến răng, bưng bát canh thịt này lên, hớp một hơi cạn sạch, bây giờ đã có thể nói được chưa, ngươi là ai? Tìm ta có việc gì? Chàng trai, ngươi hỏi câu này hay lắm. Lão giả mặc đồ cổ trang mỉm cười, tiếp theo, lão giả giơ một ngón tay gõ lên đầu, mái tóc hoa râm biến mất. Chỉ để lại một cái đầu bóng lưỡng, cái lưng vốn hơi gù nay cũng thẳng lại, mà mặt mày của hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Nháy mắt, đã biến thành một gương mặt có mày kiếm mắt sao, giữa đôi mắt anh khí lại không thể che lấp nổi dung nhan xinh đẹp. Đúng vậy, chàng trai. Thí chủ. Ta chính là cửu đăng 300 năm trước đã xình xịt ngươi đây. Cô nàng đầu bóng lưỡng kia xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàn, sau đó cô ta vỗ tay, nhoẻn môi cười với Tống Thư Hàn. Phục, Tống Thư Hàn phun hết canh thịt trong miệng ra, cô nàng đầu trọc trước mắt vỗ tay, mặt mày hớn hở nhìn cảnh Tống Thư Hàn phun hết canh thịt ra. Sư Thái, đợi đã. Ta nghĩ chắc là cô nhận lầm người rồi. Tống Thư Hàn vội nói, hắn nhìn cô gái đầu bóng lưỡng trước mặt, cô ta có đôi mày kiếm mắt sao, nhưng lại khó nén được vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia, đây đúng là cửu đăng hòa thượng trong trí nhớ của thông nương, lại nói. Cũng chỉ có yêu tinh dở hơi nhất đời như thông nương mới có thể nhìn nhầm cô nàng đầu trọc này thành một vị đại sư, đây rõ ràng là một vị sư thái mà, nhìn phát là biết ngay. Tống Thư Hàn đã từng thử đoán xem thân phận của lão giả mặc đồ cổ trang là gì, nhưng khi lão giả mặc đồ cổ trang đột nhiên biến thành một cô gái đầu trọc thì Tống Thư Hàn cũng bị sốc một chút. Trong lòng hắn lúc nào tựa như có đủ loại, ngựa, bò, dê, heo, chó chạy ầm ầm. Cho dù trước kia hắn biết rằng có thể cửu đăng hòa thượng đang ở trên hòn đảo thần bí này, nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ cửu đăng lại xuất hiện kiểu này. Đợi đã. Bây giờ không phải lúc nghĩ về mấy chuyện này. Vấn đề bây giờ chính là vị cửu đăng sư thái này đã coi hắn là thông nương đã bị cô ta phịch vào 300 năm trước. Nhất định là cô ta hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải. Chẳng lẽ vì thông nương đang ở trong túi của mình, mọc trên ngộ đạo thạch. Rồi vì thông nương ở sát mình quá nên vị cửu đăng sư thí này mới nhận lầm hắn thành thông nương à? Hay có thể nào là vì mình từng ăn thông nương,
cho nên trên người có dính khí tức của thông nương, mới khiến cho vị cửu đăng sư thái này nhận lầm, cho rằng mình là thông nương, hoặc có khi cô ta nghĩ rằng hắn là thông nương đầu thai không. Dù sao đi nữa thì hắn nhất định phải giải thích rõ ràng với vị cửu đăng sư thái này mới được, chuyện này liên quan tới sự trinh trắng lẫn tiết tháo của Tống Mỗ đấy. Cửu đăng cô nương vỗ vỗ tay, rồi lại im lặng nhìn Tống Thư Hàn hồi lâu, cười mà không nói. Cái kiểu cười như không cười này của cô ta khiến cho Tống Thư Hàn càng thấy áp lực nặng nề hơn. Sư thái à, nhất định là cô hiểu lầm gì rồi, ta thật sự không phải thông nương đâu. Tống Thư Hàn nói cực kỳ nghiêm túc, trên mặt của cửu đăng cô nương lộ ra nụ cười tươi rói như hoa nở, Tống thí chủ, ngươi cũng thế thôi, thật đấy, ta thật sự không phải là thông nương đâu. Cô xem, thông nương ở đây này. Tống Thư Hàn lập tức vói tay vào trong túi áo móc móc, muốn lấy ngộ đạo thạch ra, nhưng lúc hắn đưa tay vào túi thì đột nhiên cảm thấy ngón tay đau điếng như bị cắn phải, tay đứt ruột đau, đau đến tận tim. Không cần phải nói cũng biết, đây nhất định là do thông nương cắn hắn. Nhưng không phải thông nương mới mọc ra được cái chồi non có tí xíu thôi à, lúc mới tới thiên giới đảo này, cô ta còn chưa biết nói chuyện nữa mà, từ khi nào thì thông nương lại có cả miệng thế này. Lúc này, cửu đăng cô nương với quả đầu bóng lưỡng đột nhiên nheo mắt cười nói, Tống thí chủ. Ta chưa từng nói ngươi là thông nương, mắt của ta vẫn rõ ràng, thông nương là thông nương, Tống thí chủ ngươi là ngươi, hai người hoàn toàn khác nhau. Tống Thư Hàn đột nhiên cương cứng lại, ngay cả cảm giác đau đớn tới từ ngón tay bị thông nương cắn cũng không cảm nhận được gì nữa. Nếu đã biết rõ ta không phải thông nương rồi, vậy cái vụ 300 năm trước xình xịch ta là sao đây? Chẳng lẽ xuyên thời gian à? Mình của tương lai nào đó đột nhiên đi xuyên thời gian. Quay lại 300 năm trước, sau đó bị cửu đăng sư thái phịch. Kể từ sau khi tiếp xúc với tu chân giới xong thì Tống Thư Hàn cảm giác trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Vượt thời gian cũng chưa chắc là không thể có. Trong lúc Tống Thư Hàn đang miên man suy nghĩ thì cửu đăng sư thái bắt đầu giải thích, 4 ngày trước. Trong lúc đang bế quan tu luyện, đột nhiên ta cảm nhận được thứ gì đó. Sau đó, không biết vì sao, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện đoạn ký ức của 300 năm trước, đấy đúng là một đoạn ký ức vô cùng thú vị. Trong lúc cửu đăng nói chuyện, chợt cúi mắt xuống, không để ai thấy rõ ánh mắt của cô ta lúc này, sau đó, điều thú vị nhất chính là, trong lúc ta nhớ lại đoạn ký ức năm đó, đột nhiên phát hiện trong đoạn ký ức khi ấy có thêm một số thứ rất lạ. Tựa như một lưỡi dao sắc bén xộc thẳng vào trong ký ức của ta vậy, 4 ngày trước. Tống Thư Hàn không khỏi nuốt nước bọt, hình như đấy là khi hắn ăn phải thông nương, rồi kết nối với thông nương, mơ thấy những gì cô ta đã trải qua trong đời thì phải. Thứ đột nhiên xuất hiện thêm mà cửu đăng cô nương nói không phải là kẻ đáng thương là hắn đấy chứ. Về phần thứ đột nhiên xuất hiện trong đoạn ký ức đó của ta là gì ấy à, có cần ta nhắc cho ngươi nhớ không hả? Tống, Thư, Hàn đạo hữu, nụ cười của cửu đăng lúc này quả thật giống hệt như cơn gió xuân đầu tiên của năm mới, tuy rằng nhìn thì thấy xuân phong đầy mặt, nhưng bên trong lại mang theo cơn rét lạnh thấu xương. Quả nhiên là nói hắn, nhưng việc tiếp thu ký ức của thông nương cũng là thân bất do kỷ thôi. Hắn có muốn dừng lại cũng không dừng được, lại còn phải tự thể nghiệm cái cảnh xấu hổ khi thông nương bị cửu đăng ấy 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 nữa. Đáng thương biết nhường nào, lúc ấy hắn còn luôn mồm gào lên mau dừng lại đi, nhưng cái giấc mộng về cuộc đời của thông nương lại không chịu dừng lại, tực. Tống Thư Hàn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hắn đáp, cái này, ta cũng là người bị hại thôi mà, người bị hại sao? Cửu đăng sư thái cũng ngẩn ra, một lát sau, cô đột nhiên giơ ngón tay cái lên với Tống Thư Hàn, ừ, cái từ người bị hại này dùng chuẩn lắm. Nhìn thấy cửu đăng lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng Tống Thư Hàn không hiểu ất giáp gì, mình lại nói sai cái gì à, tha cho ngươi đấy. Nể tình ngươi tìm được một từ miêu tả tuyệt vời như thế. Cửu đăng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, Tống Thư Hàn, tư duy của vị cửu đăng sư thái này nhảy nhanh quá. Tống Thư Hàn phát hiện kiểu tư duy hắn cố gắng trui rèn từ kinh nghiệm nói chuyện với mấy vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1, căn bản không theo kịp lối tư duy của cửu đăng sư thái. Hơn nữa, cái từ người bị hại này có gì đâu mà tuyệt vời. Sao lại ra trúng đài của cửu đăng sư thái thế này, đừng có mà nhăn nhó nữa, bỏ qua chuyện này đi. Việc quá khứ thì hãy để cho nó tan thành mây khói đi vậy. Cửu đăng sư thái vỗ mạnh lên vai Tống Thư Hàn, cười nói, thoát cái. Hình tượng của cô ta đã chuyển từ phúc hắc thành vui vẻ nhảy nhót hân hoan, Tống Thư Hàn thật sự không thể làm quen được, ta hiểu rồi, sư thái.
chuyện này chưa từng xảy ra. Ta cũng chưa bao giờ biết việc này. Tống Thư Hàn gật đầu nói, không cần phải làm thế đâu, cũng không cần phải cố gắng quên làm gì. Thực ra ta cũng không định khiến ngươi quên đi nó, nếu không, chỉ cần ta dùng một cái pháp thuật xóa bỏ trí nhớ là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này rồi. Hơn nữa, ta là người trong Phật môn, giỏi nhất là mỉm cười giải ân cừu đấy. Cửu Đăng Sư Thái lại cười ha hả nói, Tống Thư Hàn gật gật đầu, được rồi, giải quyết chuyện này xong rồi. Ngươi cứ quay lại Tinh Không Chi Gia giao dịch đi, sau đó là có thể rời khỏi thiên giới đảo này thôi. Cửu Đăng nói, chỉ cần vậy thôi sao? Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi, chỉ vậy thôi. Ta là người sảng khoái, làm việc dứt khoát. Không thích dây dưa gì nhiều. Cửu Đăng Sư Thái vỗ vỗ bộ ngực của mình, hai cục thịt trước ngực rung mạnh một hồi, vậy ta đi thật nhé. Tống Thư Hàn dè dặt hỏi lại, đi đi, tạm biệt. Cửu Đăng Sư Thái vẫy tay nói, Tống Thư Hàn gãi gãi đầu, một lúc sau, tạm thời ta không thể đi được. Tống Thư Hàn cười khổ rồi nói, Gia Cát Trung Dương đang nghe truyện trên TV Audio CV và Gia Cát Nguyệt vẫn còn ở trên thiên giới đảo, bất luận họ còn sống hay đã chết thì ít nhất Tống Thư Hàn cũng phải tìm cho ra, nếu bọn họ còn sống, hắn phải cố gắng hết sức đưa bọn họ về đến thành cổ an toàn, kìa. Chẳng lẽ Tống đạo hữu tính định cư ở thiên giới đảo luôn à? Cửu Đăng đột nhiên vui vẻ hỏi, Tống Thư Hàn im lặng một lát rồi đáp, khụ, ta có hai người bạn bị thất lạc khi cùng nhau lên đảo, giờ vẫn đang ở trên đảo này. Ta định tìm bọn họ trước rồi mới rời khỏi thiên giới đảo, ồ. Ngươi còn có hai người bạn đang ở thiên giới đảo à? Cửu Đăng Sư Thái xoa cái cằm trơn bóng, có cần ta tìm giúp ngươi không? Trên thiên giới đảo này ta cũng có chút thủ đoạn đấy. Tống Thư Hàn đương nhiên là hy vọng được Cửu Đăng Sư Thái giúp đỡ, vì tuy không biết cô có địa vị gì trên thiên giới đảo nhưng hắn cảm giác hẳn là không thấp chút nào. Nếu được cô giúp sức thì việc tìm kiếm hai người Gia Cát Trung Dương sẽ dễ dàng hơn hẳn. Thế nhưng khi Cửu Đăng Sư Thái hồ hởi chủ động yêu cầu được giúp đỡ thì Tống Thư Hàn lại thấy có gì đó sai sai, đủ loại qua lại, buông tay như không. Điểm này có thể giải thích bởi Cửu Đăng Sư Thái là đại sư trong Phật môn, tinh thâm Phật Pháp. Thế nhưng sự nhiệt tình của cô lại có chút không thích hợp, làm cho người ta cảm thấy cô đang vô sự xung xoe. Đây là mình đang lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử hay sao? Nghĩ ngợi một chút, Tống Thư Hàn ướm hỏi, Cửu Đăng Sư Thái, ngươi có cần ta giúp gì không? Nếu cần thì xin cứ nói thẳng ra nhé, ngươi nghĩ nhiều quá, ta không cần gì cả, chỉ là ta nhàn rỗi không có gì làm, vừa hay có thể đi dạo thiên giới đảo với ngươi mà thôi. Nói thế nào thì ta cũng có thể coi là một nửa chủ nhân ở đây, ngươi tới đây làm khách, việc đưa ngươi đi dạo trên đảo cũng là việc trong bổn phận của ta đấy. Cửu Đăng Sư Thái cười ha hả, còn cái này nữa, ngươi cứ gọi ta là Cửu Đăng là được rồi, vậy thì, làm phiền Cửu Đăng cô nương vậy. Tống Thư Hàn đáp. Mặc kệ Cửu Đăng Sư Thái có chủ ý gì, dù sao hắn cũng chỉ cần tìm được anh em Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương về là được, sau đó hắn sẽ đưa hai người họ vào tháp cao trong thành cổ. Giao dịch xong xuôi, rời thiên giới đảo, sau khi rời khỏi đây, dù là bị phong ấn ký ức hay xóa sạch luôn ký ức thì hắn cũng không còn quan hệ gì với thiên giới đảo nữa, đường lớn thênh thang, ai đi ngã nấy. Tống Thư Hàn vừa dứt lời thì Cửu Đăng đã giơ ngón cái với hắn, từ cô nương này hay lắm. Ta thích, Tống Thư Hàn, hắn phải làm thế nào mới có thể duy trì cùng đường sóng não với Cửu Đăng Sư Thái đây? 3 phút sau, Tống Thư Hàn và Cửu Đăng về đến cửa thành. Cửa thành kia vẫn mở ra 2 mét, không hề có vẻ gì là sẽ đóng lại. Cửu Đăng Sư Thái biết mình sẽ rời đi nên mới dứt khoát không đóng cửa thành này sao? Tống Thư Hàn suy đoán, trong lúc suy tư, Cửu Đăng đã đưa hắn ra khỏi cửa thành. Sau đó, Cửu Đăng cô nương ra sức vỗ vào cửa thành một phát, ngủ cái đếp. Dậy quẩy đi. Ngay sau đó, trên cửa thành sáng lóe lóe bật ra 2 dấu chấm hỏi màu đỏ, thế rồi nó ngượng ngùng đóng lại. Tống Thư Hàn, cửa thành này đang ngủ sao? Nhìn qua có vẻ nó cũng là một pháp khí, thậm chí còn là loại đã có khí linh. Tống Thư Hàn cảm thấy nó rất có cá tính. Sau khi vỗ cửa thành, Cửu Đăng nói với Tống Thư Hàn, đi thôi, chúng ta đi tìm bạn của ngươi đi. Cửu Đăng cô nương có cách gì có thể nhanh chóng tìm bạn của ta không? Tống Thư Hàn hỏi, Cửu Đăng tự tin đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, tìm bạn ngươi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cứ đến vị trí các ngươi đặt chân lên thiên giới đảo rồi tìm kiếm theo khí tức của bọn họ là có thể nhanh chóng tìm ra họ rồi. Tiền đề là hai người bạn của ngươi chưa vào nhầm địa bàn của yêu thú nào đó rồi bị chúng nó nuốt chửng. Tống Thư Hàn yên lặng gật đầu,
Thực ra chỉ cần là tu sĩ đã mở tỳ khiếu thì đã có thể tìm người theo mùi hương rồi. Thế nhưng Tống Thư Hàn không được huấn luyện chuyên môn nên vẫn chưa nắm giữ được kỹ xảo tìm người bằng mũi như thế. Sau đó Tống Thư Hàn miêu tả cho Cửu Đăng về địa điểm mà máy bay gặp tai nạn. Cửu Đăng bèn đưa hắn tới chỗ cái xác máy bay tàn. Đây là nơi thân máy bay rơi xuống. Lúc đó trên máy bay có khoảng hơn 20 hành khách còn sống sót. Tống Thư Hàn giải thích, thế nhưng khi đó trong đám hành khách sống sót ấy lại không có hai người bạn của ta, đoán có lẽ họ đã ở một phần khác của máy bay mất rồi. Ta hiểu. Cửu Đăng sư thái nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát rồi nói, lấy nơi này làm trung tâm, ta có thể cảm ứng được hai nhóm người. Một nhóm là tốt nhỏ 8 người, khí tức của bọn họ đều từng xuất hiện ở gần phần xác máy bay này. Bây giờ họ đang lang thang trong rừng rậm, thật đúng là to gan. 8 người ở gần mảnh xác tàn của máy bay, chắc hẳn là tốt người của vị giáo sư già cùng nhóm với mình rồi. Nhóm nhỏ của họ đúng là có 8 người, xem ra họ không gặp yêu thú nào đáng sợ, cũng có thể do vận khí không tồi. Một nhóm khác có 4 người, có lẽ là mục tiêu mà ngươi muốn tìm kiếm đấy, có muốn đi xem thử không? Cửu Đăng nói, vậy xin Cửu Đăng cô nương đưa ta lần theo tung tích của 4 người ấy đi. Tống Thư Hàn gật đầu nói, đi theo ta. Cửu Đăng sư thái phối hợp với Tống Thư Hàn một cách bất ngờ, chẳng hề có ý muốn phá rối, coi bộ dạng cô nàng thì hình như cô thật sự không có mục đích gì cả. Thực sự chỉ là nổi hứng nhất thời thôi sao? Cửu Đăng nhanh chóng đi vào trong rừng rậm, tốc độ của cô nhanh đến mức Tống Thư Hàn phải thi triển bộ pháp quân tử vạn lý hành mới có thể miễn cưỡng theo kịp, thân pháp ngầu thật đấy. Cửu Đăng quay đầu nhìn Tống Thư Hàn rồi cười nói, ta may mắn gặp được một vị tiền bối rất tốt, ngài ấy đã dạy cho ta bộ thân pháp này đấy. Tống Thư Hàn trả lời, thân pháp ấy rất hợp với ngươi. Cửu Đăng gật đầu nói, ta đi nhanh hơn đây, đuổi kịp nhé. Nói xong, tốc độ di chuyển trong rừng của cô lại tăng thêm một bậc. Tống Thư Hàn nghiến răng dốc toàn lực vận chuyển quân tử vạn lý hành, gắn gượng bám theo Cửu Đăng. Không tồi nha, thế mà vẫn theo kịp. Cửu Đăng quay đầu nhìn hắn rồi cười nói, ta đã dốc hết toàn lực, nếu Cửu Đăng cô nương đi nhanh hơn thì ta sẽ không thể nào theo kịp. Tống Thư Hàn nhân lúc thở lấy hơi lên tiếng đáp, lúc này, Cửu Đăng ở phía trước lại giơ ngón cái lên, dốc hết toàn lực, ta thích từ này. Tống Thư Hàn dở khóc dở cười. Đến gần rồi. Đúng lúc ấy, Cửu Đăng đột nhiên dừng lại, hít hít mũi. Khi Cửu Đăng đang nói thì Tống Thư Hàn cũng đã ngửi thấy mùi trên người Gia Cát Nguyệt. Hắn vội vàng nhìn theo hướng mùi hương bay tới. Bạn Tống. Tống Thư Hàn. Tiếng nói yếu ớt từ phía trước vang lên. Gia Cát Nguyệt đang dựa vào một thân đại thụ cao chừng 100 mét. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn về phía Tống Thư Hàn. Trông chẳng khác nào một con búp bê đáng yêu. So sánh này rất thỏa đáng. Bởi vì Gia Cát Nguyệt lúc này cũng chỉ nhỏ bằng một con búp bê mà thôi. Tống Thư Hàn mở to mắt nhìn Gia Cát Nguyệt chỉ bé bằng con búp bê đồ chơi. Chuyện gì xảy ra thế này? Bạn Tống Thư Hàn. Gia Cát Nguyệt nhìn thấy Tống Thư Hàn thì nhanh chóng bò lên từ dưới tàn cây rồi guồng đôi chân ngắn cũng chạy về phía hắn. Tống Thư Hàn cúi gập người đón lấy Gia Cát Nguyệt đang sợ hãi, đồng thời liếc mắt nhìn Cửu Đăng một cái. Rõ ràng Cửu Đăng đang ở bên cạnh Tống Thư Hàn mà Gia Cát Nguyệt cứ như là không nhìn thấy cô vậy. Có chuyện gì vậy? Tống Thư Hàn đón được Gia Cát Nguyệt rồi vỗ nhẹ cô như một đứa nhỏ, sau đó hỏi, hu hu, đáng sợ lắm. Gia Cát Nguyệt nghẹn ngào giải thích, chuyện là thế này, sau khi máy bay gặp tai nạn, tôi và anh trai tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong rừng, bên cạnh còn hai hành khách nữa. Sau đó chúng tôi cùng nhau hành động, chuẩn bị rời khỏi rừng đi tìm xác máy bay và những hành khách khác. Thế nhưng khi bọn tôi đang muốn rời khu rừng thì gặp ba quái nhân rất là khó hiểu. Vừa thấy bọn tôi thì họ đã tấn công, đã thế họ còn biết ẩn thân nữa. Tôi không nhìn lầm đâu, ba quái nhân đó đang đứng trước mặt chúng tôi thì đột nhiên biến mất. Anh em tôi và hai hành khách khác chỉ biết cắm đầu chạy trốn, sau đó bốn chúng tôi lạc nhau. Chuyện cổ quái hơn là tôi bị một quái nhân tàn hình đuổi theo, đang chạy tới trảng rừng phía trước thì tự nhiên thấy chân lạnh ngắt, sau đó thì biến nhỏ chỉ bằng bàn tay thôi. Cả quần áo trên người cũng nhỏ xíu lại luôn. Rồi tôi cứ trốn chui trốn lủi. Có lẽ vì đột nhiên tôi biến thành bé tí nên quái nhân tàn hình kia không tìm thấy tôi, cuối cùng thì tôi chạy tới chỗ này. Rất lâu sau thì cơ thể của tôi dần dần khôi phục, thế nhưng chỉ to ra được bằng vóc dáng bây giờ thôi. Tuy Gia Cát Nguyệt vẫn nức nở nghẹn ngào, thế nhưng vẫn có thể giải thích rành rọt từng chuyện đã xảy ra với Tống Thư Hàn. Chân lạnh ngắt, đột nhiên biến nhỏ. Tức là chạm vào trận pháp nào đó trên đảo thiên giới đúng không? Còn mấy tên quái nhân tàn hình kia là ai?
Tống Thư Hàn nghi hoặc quay đầu sang nhìn Cửu Đăng bên cạnh, Cửu Đăng cô nương, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Có nhiều nguyên nhân khiến cho thân thể tự nhiên biến nhỏ, nhưng nếu ở trong khu rừng rậm này thì hẳn đó là kiệt tác của một loại linh thú hiếm thấy, ta cũng chỉ mơ hồ biết trên đảo thiên giới có tung tích của nó chứ chưa từng thấy nó bao giờ. Chắc là người bạn này của ngươi bất cẩn tiếp xúc với nó nên mới bị thu nhỏ lại, có điều có vẻ như con linh thú kia vừa mới ăn cơm nên không đói khát, nếu không thì bạn ngươi đã thành ca lo của nó rồi. Cửu Đăng mỉm cười nói, còn mấy quái nhân tàn hình kia có lẽ là tu sĩ tiến vào đảo thiên giới. Ngươi cũng biết đấy, vì đảo thiên giới rất bí ẩn nên lúc nào cũng có tu sĩ muốn lên thám hiểm. Về phần vì sao mấy tu sĩ đó lại tấn công bạn ngươi thì ta không biết rồi. Tu sĩ vào đảo thiên giới đủ các thành phần Phật, Đạo, Nho, Ma, Yêu, Quỷ, cũng có cả các tu sĩ bản tính tà ác, họ thích giết chóc cũng là chuyện bình thường. Tống Thư Hàn âm thầm gật đầu. Ngay khi biết có thể có kẻ địch tàng hình thì hắn đã lẳng lặng mở ra tiểu bí quyết tinh thần lực là tinh thần trinh thám pháp và cảnh giác, thế nhưng liên lụy tới cả tu sĩ khác thì phiền to rồi đây. Hơn nữa ban nãy khi nghe thấy Cửu Đăng nói đến linh thú hiếm thấy thì hình như trong đầu Tống Thư Hàn chợt nhớ ra cái gì. Đúng lúc này thì Gia Cát Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn, Thư Hàn, cậu đang nói chuyện với ai đấy? Quả nhiên Gia Cát Nguyệt không nhìn thấy Cửu Đăng sao? Yên tâm, đó là một người bạn của tôi. Cô ấy vẫn đang ẩn thân để bảo vệ an toàn cho tôi đấy, cũng nhờ có sự giúp sức của cô ấy nên tôi mới có thể tìm được mọi người. Tống Thư Hàn an ủi, Gia Cát Nguyệt yên lặng gật đầu, đi thôi, tôi đưa cô đi tìm Gia Cát Trung Dương và hai hành khách kia trước đã. Tống Thư Hàn nói, đang lúc nói chuyện thì ánh mắt của Gia Cát Nguyệt trong lòng hắn bỗng lộ vẻ kinh hoàng, Thư Hàn, cẩn thận, sau lưng Tống Thư Hàn đột nhiên xuất hiện một bóng người, người này đột ngột hiện ra. Bởi vì trước đó hắn vẫn luôn tàn hình. Đây chính là quái nhân tàn hình mà Gia Cát Nguyệt đã nói. Pháp thuật tàn hình của bọn họ là một bí pháp đặc biệt. Tống Thư Hàn vẫn luôn mở tinh thần trinh thám pháp và cảnh giác, thế mà lại chẳng hề phát hiện ra có người đang tiếp cận mình. Sau khi hiện thân, người nọ cầm một thanh côn kim loại nặng trịch bổ xuống đầu Tống Thư Hàn. Trên côn kim loại lập lòe lóe ra huyết quang, đây là biểu hiện đặc thù khi khí huyết chi lực bùng nổ. Hắn muốn giết chết Tống Thư Hàn bằng một côn này, Tống Thư Hàn không hề đề phòng bị đánh một côn, bổ nhào xuống đất. Gia Cát Nguyệt bé bằng búp bê trong lòng hắn văng ra một bên, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi. Quái nhân tàn hình này là một người đàn ông mặt mũi râu ria, mặc đồ đỏ hồng, đến cái thắt lưng cũng màu đỏ nốt. Phục sức quái quỷ cộng thêm tướng mạo của hắn giải thích vì sao Gia Cát Nguyệt lại gọi hắn là quái nhân, tên này chẳng phải ông chú quái dị bước ra đời thật thì là gì. Ông chú quái dị nhìn Gia Cát Nguyệt ngã xuống đất, liếm môi một cái rồi cười lên kỳ quặc, ha ha, không ngờ ngươi còn có người giúp đỡ. Nhưng vô dụng thôi, tu sĩ gà mờ mới mở mấy khiếu huyệt này căn bản không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngươi đột nhiên thu nhỏ làm ta suýt nữa đã mất dấu ngươi rồi, có điều với hình thể nhỏ xinh thế này thì lúc nhâm nhi chắc là ngon lành lắm đây. Ông chú quái dị còn chớp mắt phải với Gia Cát Nguyệt một cái. Nửa đoạn trước chú quái dị nói thì Gia Cát Nguyệt không hiểu nhưng cô hiểu được nửa đoạn sau. Cô nàng tức thì thấy dạ dày cuộn lên, buồn nôn ghê tởm, chú này, tôi không phải là gay, ha ha ha, tiểu cô nương à, ngươi cho rằng lời nói dối nực cười đó có thể lừa gạt được ta hay sao? Cho dù ngươi ăn mặc như con trai, thế nhưng không gạt được đôi mắt đã trui rèn qua muôn vàng thử thách của ta đâu, không còn thời gian rồi, trước khi hai sư đệ của ta đuổi kịp, ta phải lấy máu của ngươi trước mới được. Có thể chất xử nữ đặc thù của ngươi bồi bổ, lần này ta nhất định có thể phóng qua Long Môn, tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm rồi. Chẹp chẹp chẹp, ông chú quái dị nói xong bèn cởi bỏ cái áo đỏ của mình, bảo bối à, ta sẽ yêu thương ngươi thật chu đáo. Hắn nhìn về Gia Cát Nguyệt rồi nháy mắt gợi tình, sắc mặt Gia Cát Nguyệt trắng bệch cả ra. Nếu lần đầu tiên của cô mà rơi vào tay ông chú quái dị này thì cô thà chết cho xong, cô lặng lẽ cắn thử đầu lưỡi của mình. Phải cắn lưỡi tự sát sao? Cắn lưỡi có chết được thật không? Phải cắn đứt từ chỗ nào? Cắn đầu lưỡi thì có chết không đây? Đúng vào lúc này thì Tống Thư Hàn bên cạnh cô lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Tống Thư Hàn bỗng xuất hiện ngay trước mặt ông chú quái dị nọ. Hắn dùng tư thế nửa ngồi, tay phải đặt ngay lồng ngực của kẻ kia, chưởng tâm lôi. Tống Thư Hàn quát, tiếng dòng điện vang lên rèn rẹt, lôi quang chói mắt ầm ầm đánh thẳng vào lồng ngực gã quái dị. Ốc, ông chú quái dị há miệng phun ra máu tương, ngực cháy đen lại, năng lượng của chưởng tâm lôi dồn vào cơ thể hắn thậm chí đã trực tiếp nướng khô cả một phần nội tạng hắn rồi.
Làm sao có thể? Chưởng Tâm Lôi. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng ngươi đã trúng một côn của ta rồi cơ mà. Ông chú quái dị ngã xuống đất, tay run run chỉ vào Tống Thư Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Côn kia của hắn không phải một phát tập não côn bình thường, mà là một kích nặng nề dùng hết khí huyết chi lực toàn thân. Một tên tu sĩ trong qua chỉ mới mở có mấy khiếu như thế làm sao mà chịu được một côn này của hắn. Tống Thư Hàn nghĩ lại mà kinh. Pháp thuật ẩn thân của đối phương quỷ dị đến mức có thể lừa gạt cả tinh thần trinh thám pháp của hắn. Nếu không phải linh quỷ trong tâm khiếu kịp thời kích hoạt tiểu thuẫn phòng ngự vàng kim của nó, để cho côn kia đánh thẳng vào gáy hắn thì hậu quả đúng là khó lòng tưởng được. Chết tiệt, không ngờ ta lại chết trên tay một tên tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi. Ông chú quái dị giãy dụa mấy cái rồi không cam lòng nhắm nghiền mắt lại, dùng lồng ngực nhận lấy một phát chưởng tâm lôi từ chính diện, cho dù là tu sĩ cảnh giới dược long môn nhất phẩm cũng không chịu nổi. Chung quy mà nói, đâu phải tu sĩ nào cũng có một linh quỷ phòng ngự hộ thân, may mắn như Tống Thư Hàn. Chúng ta đi tìm anh trai cô thôi. Tống Thư Hàn ôm lấy Gia Cát Nguyệt bé nhỏ rồi nói, thế nhưng lúc này, Gia Cát Nguyệt lại ngây ra nhìn Tống Thư Hàn, vừa rồi cô đã nhìn thấy cái gì? Trong tay Tống Thư Hàn đột nhiên bùng nổ ánh lôi điện, rồi hắn xử lý luôn ông chú quái dị biết tàn hình kia ư. Năng lực tàn hình, Tống Thư Hàn biết phát điện, đây là ông chú X-Men và phim dị nhân bản đời thực sao. Tức quá, mình mất máy quay rồi, nếu quay được hình ảnh ấy về thì có phải là ra một cái tiếp giật gân rồi không? Gia Cát Nguyệt bắt đầu phát bệnh nghề nghiệp, muốn tìm anh trai của cô bé này sao? Ta vừa ngửi thấy một mùi hương giống với mùi của cô bé lắm. Chắc đó là Gia Cát Trung Dương mà ngươi nói rồi. Cửu Đăng lên tiếng, từ đầu đến cuối, cô không hề có ý nhúng tay vào. Thế nhưng Cửu Đăng chịu giúp hắn dẫn đường đã là tốt lắm rồi, Tống Thư Hàn cũng không hy vọng gì nhiều nữa. Có điều chúng ta phải nhanh hết tốc lực lên, bởi vì mùi của Gia Cát Trung Dương đang ở rất gần mùi của một quái nhân đấy. Cửu Đăng mỉm cười nói, Tống Thư Hàn biến sắc, sau đó Cửu Đăng tăng tốc dẫn đường phía trước. Tống Thư Hàn liều mạng vận chuyển quân tử vạn lý hành đuổi theo phía sau. Chỉ một loáng sau, Tống Thư Hàn đã tìm thấy Gia Cát Trung Dương. Lúc này Gia Cát Trung Dương đang bị một ông chú quái dị mặt mũi râu ria, mặc đồ đỏ, thắt lưng đỏ đuổi theo sát nút. Ông chú quái dị này chỉ có tướng mạo là có chút khác biệt, còn khí chất và ngữ điệu khi nói chuyện đều giống tên kia như đúc. Tạm gọi hắn là ông chú quái dị số 002 đi. Cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi, bé đáng yêu ngươi chạy nhanh thật đấy. Hại ta suýt nữa đã mất dấu ngươi luôn. Nhưng mà con mồi biết chạy trốn mới mê người, Nhâm Nhi ngươi chắc là ngon lành lắm. Ông chú quái dị 002 liếm môi nói, sau đó chớp mắt phải gợi tình với Gia Cát Trung Dương ngã nhào ra đất. Giọng điệu, thái độ nói chuyện này của ông chú quái dị 002 này giống y như đúc ông chú quái dị mà Gia Cát Nguyệt đã gặp trước kia. Lúc Gia Cát Trung Dương vừa nghe thấy lời nói của ông chú quái dị 002, cả người nổi hết cả da gà, chú à, tôi không làm gay. Không sao, thúc thúc ta có kinh nghiệm phong phú, sẽ khiến ngươi rất thoải mái, chỉ cần ngươi dùng thể chất đặc thù của mình làm lô đỉnh tẩm bổ cho ta, ta nhất định một hơi phóng qua Long Môn, tấn chức cảnh giới nhị phẩm. Khẩu vị của ông chú quái dị số 2, càng đáng sợ hơn so với ông chú quái dị số 1, hơn nữa có phải môn phái bọn họ soạn sẵn lời thoại không nhỉ? Vì sao nội dung y hệt với ông chú quái dị số 1 thế kia? Ngươi đừng có mà qua đây, không được qua đây. Còn qua nữa thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát đấy, Gia Cát Trung Dương rống to lên, không sao cả, tiểu bảo bối. Dù thiếu lưỡi thì trong ngươi vẫn ngon miệng lắm. Ông chú quái dị 002 nhe răng cười một hồi, lúc này, Gia Cát Trung Dương chỉ nghĩ tới cái chết, ồ, chính là phía trước. Cửu Đăng chỉ vào cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi ở phía trước, nói với Tống Thư Hàn. Tống Thu Hàn thở dài, âm thầm rút bảo đao bá toái ra, may mà vẫn còn kịp. Xem ra Gia Cát Trung Dương vẫn còn giữ được trong sạch. Sau đó, hắn tăng tốc, vọt tới chỗ ông chú quái dị 002. Ông chú quái dị số 2 đang bổ nhào tới chỗ Gia Cát Trung Dương như cảm giác được gì, hắn đột nhiên xoay người, rút thiết côn tùy thân ra, ngăn lại ở sau lưng. Tống Thư Hàn hai tay cầm đao, không có bất kỳ kỹ xảo hoa lệ nào, thậm chí không hề thi triển hỏa diễm đao, chỉ là chém thẳng một đao xuống thật mạnh. Đây là đao pháp căn bản mà hắn học được từ thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng ở trong sa mạc ảo của Bạch Tôn Giả. Một đao chém xuống, bảo đao và côn sắt trong tay ông chú quái dị va chạm vào nhau. Keng! Sau một khắc, thiết côn dễ dàng bị chặt đứt giống như ống trúc đồng. Dư thế của đao phong không giảm, chém về phía đỉnh đầu ông chú quái dị số 2. Bảo binh à!
ông chú quái dị số 2 rú lên. Tuy thiết côn trong tay hắn là được đúc bằng sắt thường, nhưng cũng là thép tinh luyện, lại bị đối phương dùng một đao chém đứt. Trong tay thằng nhãi này này tuyệt đối là bảo binh. Trong lúc nguy cấp, ông chú quái dị số 2 quyết đoán ném thiết côn của mình đi. Lăn mình một cái, tránh khỏi một đao chém thẳng vào đầu của Tống Thư Hàn. Trong lúc lăn, thân hình ông chú quái dị số 2 cũng biến mất không thấy đâu, tiến vào trạng thái tàn hình. Không xong rồi, không nhân cơ hội bắt được đối phương, còn để cho đối phương tiến vào trạng thái tàn hình. Bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình thế này tệ quá. Tống Thư Hàn thở dài trong lòng. Tống Thư Hàn. Sau khi Gia Cát Trung Dương nhìn thấy Tống Thư Hàn thì kinh hỉ kêu to. Xuyệt. Tống Thư Hàn ý bảo Gia Cát Trung Dương chớ có lộn xộn, mắt không nhìn thấy đối phương, thậm chí ngay đến tinh thần lực cũng không thể cảm ứng được đối phương. Hơn nữa sau khi ông chú quái dị số 2 kia tiến vào trạng thái vô hình, ngay đến mùi trên người cũng bị che giấu. Đúng là loại bí pháp ẩn thân tinh diệu, mắt nhìn không thấy, mũi ngửi không được, như vậy, chỉ có dựa vào tai để nghe thôi sao. Tống Thư Hàn dứt khoát nhắm mắt lại, thử phát huy thính lực của mình đến tối đa. Sau khi mở ra nhĩ khiếu xong, hắn có thể nghe được tất cả âm thanh gió thổi cỏ lay ở bên người. Cho dù là pháp môn ẩn hình đi nữa, lúc đối phương di chuyển nhất định sẽ tiếp xúc với cây cỏ trên mặt đất, như vậy hắn có thể bắt được cơ hội. Nhưng đáng tiếc là, Tống Thư Hàn không hề nghe được chút tiếng động lạ nào. Bí pháp ẩn thân của đối phương, không chỉ là ẩn thân, mà còn có công năng ẩn đi mùi vị, âm thanh. Cũng có thể nói là, bản thân mình hoàn toàn rơi vào thế bị động. Không xong rồi, lẽ nào không có biện pháp nào để tìm ra cái tên ẩn hình này sao? Lúc Tống Thư Hàn đang vắt óc suy nghĩ, thì linh quỷ trong khiếu của hắn khẽ động. Dù linh quỷ đã định khế ước cùng Tống Thư Hàn xong, nhưng vẫn chưa đồng bộ hoàn toàn. Muốn hoàn toàn đồng bộ thì cần phải có thời gian từ từ. Việc này, hắn có gấp cũng không được. Hiện tại, đương lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ thì, linh quỷ trong tâm khiếu của hắn đột nhiên lại chủ chui ra. Sau đó, nó bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Tống Thư Hàn, nhìn xuống mặt đất. Sau một khắc, thị giác của linh quỷ và Tống Thư Hàn đã hoàn toàn đồng bộ. Xuyên qua thị giác của linh quỷ, Tống Thư Hàn nhìn thấy có một thân ảnh tựa như u linh, đang lặng lẽ tới gần hắn từ phía bên phải. Có một tầng sương đen quấn quanh thân ảnh đó. Chính tầng sương màu đen đó làm cho hắn bảo trì ẩn hình, khí tức mơ hồ, loại bỏ âm thanh khi di chuyển. Đây là một loại hình thái tương tự như quỷ vật, linh quỷ của Tống Thư Hàn. Đúng lúc có thể nhìn thấy loại hình thái này của đối phương, ông chú quái dị số 2 lặng lẽ tới gần Tống Thư Hàn, hắn giơ tay phải ra, lộ ra một bàn tay khô gầy. Ở dưới trạng thái sương mù bao phủ này, thân thể của hắn tựa hồ cũng có chút biến hóa, biến thành không giống con người mà giống như quỷ quái hơn. Hắn nghe răng cười, quỷ trảo đâm về phía tim của Tống Thư Hàn, giống như muốn moi tim của Tống Thư Hàn ra. Đúng lúc này, Thư Hàn đột nhiên xoay người lại, bảo đao bá toái bén ngót chém ngang qua. Ông chú quái dị số 2 không kịp tránh né, bị một đao chém đứt ngang, biến thành hai khúc. Sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Hắn phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hơn nữa, dù hắn bị chém đứt ngang người, nhưng lại không chảy máu tươi, mà phun ra một loại khói đen, tan vào bên trong màn sương đen bao phủ quanh hắn. Không bao lâu sau, một nửa cơ thể của ông chú quái dị số 2 đã bị đám sương đen quanh người cắn nuốt. Ngươi dám giết ta nguyền rủa ngươi, ta lấy danh nghĩa đệ tử của cửu ưu giới nguyền rủa ngươi, với tất cả những nhơ nhuốc bẩn thỉu của cửu ưu giới, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn rơi vào cửu ưu. Ông chú quái dị số 2 kêu lên thảm thiết, bên trong màn sương đen trên người hắn bay ra một đạo phù văn nguyền rủa, bay về phía Tống Thư Hàn. Đây là loại thiên phú nguyền rủa lưu lại khi tộc của hắn bị giết lúc ở trong trạng thái ẩn hình quỷ vụ này. Không có ai lại thích loại nguyền rủa này cả. Tống Thư Hành nhanh chóng lui về sau, cố gắng tránh né phù văn nguyền rủa này. Đúng lúc này, linh quỷ lao vọt xuống từ trên không trung, há miệng nuốt luôn phù văn nguyền rủa này. Sau đó, nó thỏa mãn ở một cái, rồi quay trở lại bên trong tâm khiếu của Tống Thư Hàn. Ngay cả nguyền rủa mà nó cũng nuốt được. Hình như khẩu vị của con linh quỷ này của mình ngày càng tốt thì phải. Kết thúc rồi sao? Gia Cát Trung Dương yếu ớt hỏi. Cậu ta không nhìn thấy được ông chú quái dị số 2 chết đi, có điều thấy Tống Thư Hàn không hề giữ tư thế cảnh giác nữa, nên mở miệng hỏi thử. Tạm thời thì xong rồi, Tống Thư Hàn gật đầu nói, trong số 3 quái nhân, chỉ còn một quái nhân cuối cùng, đang đuổi theo hai vị khách còn lại, cho nên sự việc vẫn chưa tính là kết thúc được. Hơn nữa, lai lịch của những ông chú quái dị này tự hồ có chút vấn đề. Cửu ưu giới,
và hình thái tựa như quỷ vật của bọn họ, ba tên này không phải con người sao? Tống Thư Hàn nhìn về phía Cửu Đăng Sư Thái, ném cho cô một ánh mắt nghi hoặc. Ngươi muốn biết về cửu ưu giới à? Cửu Đăng hít mắt cười, không biết có phải là ảo giác không? Tống Thư Hàn cảm giác trong cô ta có vẻ như rất muốn kể về cái gọi là cửu ưu giới cho hắn biết. Chẳng lẽ, mục tiêu của Cửu Đăng là làm cho mình có quan hệ với cửu ưu giới? Không, ta không có hứng thú. Tống Thư Hàn lập tức nghiến răng trả lời, ồ, không có hứng thú à? Hì hì, được rồi, ngươi không có hứng thú thì thôi, dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Cửu Đăng cười hì hì nói, có điều, có hứng thú tìm hiểu xem thiên giới đảo là nơi như thế nào không? Đối với thiên giới đảo, Tống Thư Hàn vẫn rất có hứng thú, nói cho cùng, đây là một nơi bí ẩn ngay cả các tiền bối, nhóm Cửu Châu số 1 cũng muốn biết, nhưng không có nhiều tin tức hữu dụng về nơi này. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, những nơi càng thần bí, thì con người càng tò mò với nguyên nhân tồn tại của nó. Có điều đáng tiếc là, cho dù biết bí mật của thiên giới đảo, thì có làm được gì đâu cơ chứ. Đến khi rời khỏi thiên giới đảo, một cái pháp thuật xóa ký ức giáng xuống, bản thân cũng chẳng nhớ được tí gì nữa. Đúng là có chút hứng thú, nhưng biết về nó rồi thì làm được gì chứ. Tống Thư Hàn đang định trả lời như vậy, nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cắt đứt lời Tống Thư Hàn muốn nói, trên một nhánh cây của gốc đại thụ cao hơn 10 mét trước mặt Tống Thư Hàn, một đạo thân ảnh cũng mặc trường bào màu hồng, thắt lưng màu đỏ xuất hiện, ăn mặc thế này, nhìn một cái là có thể biết ngay hắn là tu sĩ của cửu ưu giới, có điều không giống diện mạo xấu xí bỉ ổi của quái thúc thúc, thân ảnh này lại là một vị công tử anh tuấn khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Ối chà, hai tên sư huynh kém cỏi của ta đã bị ngươi giết chết hết rồi à? Vị công tử tà mị này một tay chống lên thân cây, nhìn về phía Tống Thư Hàn hỏi. Ánh mắt của Tống Thư Hàn khẽ ngưng, vị tu sĩ cửu ưu giới có phong cách khác biệt này, có thực lực càng cường đại hơn hai vị sư huynh của hắn. Ở bên cạnh vị công tử tà mị, mơ hồ có chân khí lưu động, đây là một vị tu sĩ cường đại đã bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tống Thư Hàn không khỏi nắm chặt bảo đao bá toái, tay kia lặng lẽ nắm chặt cây một lá bảo phù, lá kiếm phù sau cùng, lần này hắn đã kiểm tra rất kỹ rồi, đây tuyệt đối đúng là kiếm phù, không sai đằng nào được. Sau lưng Tống Thư Hàn, Cửu Đăng nhìn về phía vị tu sĩ cửu ưu giới kia, âm thầm siết chặt nắm đấm dám cắt đứt lời của bà à. Chán sống rồi hả? Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tống Thư Hàn, vị công tử tà mị kia cười hài lòng. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta, nói, không cần khẩn trương như vậy đâu, ta và hai vị sư huynh của ta không giống nhau, ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, so với dùng nằm đấm, thì ta cảm thấy, phàm là những vấn đề có thể giải quyết bằng ngôn từ thì cứ nói chuyện để giải quyết là được, đây mới là nghệ thuật ngôn ngữ, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa những sinh vật có trí tuệ như chúng ta với giả thú. Lời của hắn, khiến cho Tống Thư Hàn à là thông nương trong túi áo của Tống Thư Hàn cộng minh mãnh liệt, đúng lắm, mấy chuyện như đánh đánh giết giết có gì hay ho đâu, có thể dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề mới tốt làm sao, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu, cho nên, cô ta cảm thấy cần phải ngồi xuống tâm sự về vấn đề, thả cô ta ra với Tống Thư Hàn, đừng có đe dọa cô ta bằng nắm đấm nữa. Tống Thư Hàn muốn dùng lời nói để giải quyết vấn đề, hóa ra trên thế giới này thật có nhiều kẻ mang thuộc tính lắm mồm như thế. Chẳng lẽ hắn không biết, loại thuộc tính này rất nguy hiểm à? Ngươi xem, ngươi đã giết mất hai vị sư huynh của ta. Như vậy đi, ngươi nhường một trong hai vị ở đằng sau lại cho ta đi, chỉ cần bọn họ hầu hạ ta cho tốt, khiến ta nói hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, sao hả? Vị công tử tà mị kia nói với vẻ vô cùng tự tin, Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Trung Dương, quả nhiên, dù có đổi phong cách thì bản chất vẫn như thế. Đám tu sĩ của cửu u giới đều mang theo thuộc tính biến thái từ trong trứng ra. Sao hả? Nhìn nét mặt của các ngươi như thế, chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta sao? Ánh mắt công tử tà mị phát lạnh, lạnh lùng nói, đồng thời có một cổ khí thế cường đại phát ra từ trên người hắn, đè áp về phía Tống Thư Hàn, Gia Cát Trung Dương và Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Trung Dương và Gia Cát Nguyệt có chút không chịu nổi, thân hình bất giác run lên bần bật. Tống Thư Hàn không nói một lời, hắn nắm chặt bảo đao bá toái, vận chuyển quân tử vạn lý hành. Hướng về cây đại thụ phóng đi, độ cao hơn 10 mét, lợi dụng quân tử vạn lý hành, có thể phóng thẳng lên. Hắn giơ ngăn bảo đao bá toái, ánh đao lóe lên, nhưng, đòn công kích của bảo đao chỉ là để che giấu, công kích chân chính ẩn giấu ở trong bàn tay cầm đao của Tống Thư Hàn.
chỉ chờ đi vào trong phạm vi công kích của kiếm phù, sẽ khiến cho người này nếm thử uy lực của kiếm phù. Đúng thật là, luôn gặp phải loại người không biết tự lượng sức mình như ngươi. Nếu như ngươi đã muốn chết, thì cũng đừng trách ta. Công tử Tà Mị lạnh lùng nói, chỉ là đáng tiếc, hai kẻ nhân loại có thể chất đặc biệt kia mà không tự nguyện hiến thân, nếu như cưỡng ép dùng tới thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn nói nhảm nửa ngày trời. Lúc nói chuyện, đôi tay của công tử Tà Mị mở ra, giữa ngón tay có 10 đường tơ máu màu đỏ xuất hiện. 10 đường tơ máu màu đỏ đó là một loại tà môn lợi khí, dùng phối hợp với chân khí, vừa nhu vừa cương, uy lực cực lớn. Thân hình hắn vừa động, 10 ngón tay tạo thành trảo, chộp về phía Tống Thư Hàn. Ánh mắt Tống Thư Hàn vô cùng bình tĩnh, tiếp thêm gần 5 bước nữa, thì sẽ vào phạm vi công kích của kiếm phù rồi. Có điều, tại thời điểm công tử Tà Mị bước thêm 3 bước, thì đột nhiên, hắn cảm giác cổ chân mình mát lạnh. Ngay sau đó, hắn thấy thân hình Tống Thư Hàn trước mặt khẽ động, thân hình tăng vọt. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàn đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn 10 thước, hơn nữa, thân hình Tống Thư Hàn vẫn không ngừng to lớn hơn nữa. Cuối cùng, Tống Thư Hàn biến thành một người khổng lồ cao 100 mét, giơ một tay cũng đủ để che trời, bảo đao bá toái lại càng đáng sợ hơn, tựa như một cây kiếm khai thiên khổng lồ. Đây là công pháp gì thế này? Đây là chủng tộc gì đây? Công tử Tà Mị giật mình bật thốt. Cho dù là chủng tộc cự linh viễn cổ trong truyền thuyết, cũng ít khi nào có cự nhân cao hơn 100 mét thế này. Hơn nữa, chủng tộc cự linh đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử từ lâu rồi. Cho dù chủng tộc cự linh thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này đi nữa, bọn họ cũng không thể biến thân hình của mình thành kích cỡ nhỏ như con người được. Nói cách khác, đây là ảo thuật sao? Công tử Tà Mị lẩm bẩm nói, đúng rồi, đây nhất định là ảo thuật rồi. Không chỉ riêng tên Tống Thư Hàn ở trước, ngay cả con rắn khổng lồ đáng sợ đang quấn quanh người mình. Đều là ảo thuật, chỉ là ảo thuật mà thôi, xem ta phá vỡ đây. Công tử Tà Mị kia gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, hai tay bắt pháp ấn, phá huyễn chi ấn. Chân khí mạnh mẽ hiện lên trên người hắn, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Lúc này, con cự xà bên cạnh hắn có vẻ như rất bực bội, há cái miệng khổng lồ ra, nuốt công tử Tà Mị vào trong bụng. Ảo thuật, phá phá phá. Lúc công tử Tà Mị bị cự xà nuốt vào trong bụng, thì vẫn còn đang không ngừng gầm rú. Thẳng đến hơn phân nửa người của hắn đều bị cự xà nuốt vào, hai chân còn lộ ở bên ngoài, không ngừng đạp, đạp, đạp. Sau đó, không có sau đó, Tống Thư Hàn nuốt ngụm nước bọt, nhìn con rắn nhỏ chỉ to chừng một ngón tay trên cành cây kia với vẻ dè dặt. Nhất thốn chỉ xà, trong đầu hắn lập tức nhớ đến loại linh thú thần kỳ mà cô nàng Vũ Nhu Tử kia đã từng giới thiệu với hắn. Cái túi thần kỳ có thể thu nhỏ các vật phẩm lại của Vũ Nhu Tử, chính là được làm từ da của Nhất Thốn Chỉ Xà. Da rắn của Nhất Thốn Chỉ Xà có một loại năng lực thiên phú, ấy chính là có thể thu nhỏ con mồi mà nó tiếp xúc đến. Tuy nó chỉ nhỏ như một ngón tay của con người, nhưng chỉ cần nó quấn lên một thân thể một con voi to thì có thể lập tức thu nhỏ con voi kia lại còn chừng một cái móng tay rồi nuốt chửng. Hóa ra là thế. Chẳng trách hắn cứ cảm giác loại linh thú mà trước kia cửu đăng giới thiệu quen thế nào ấy, hóa ra lại là nó. Nói thế, lúc trước khi hắn dẫn hành khách đến cổ thành, con thằn lằn lớn trong rừng đột nhiên thu nhỏ lại, sau cùng biến mất tâm, cũng là do con Nhất Thốn Chỉ Xà này gây ra à. Còn có lúc trước Gia Cát Nguyệt đột nhiên thu nhỏ lại, chắc cũng là vì không cẩn thận đụng phải con Nhất Thốn Chỉ Xà này rồi. Theo như lời cửu đăng đã nói, sở dĩ con Nhất Thốn Chỉ Xà này không ăn Gia Cát Nguyệt, là bởi vì lúc trước nó đã ăn một bữa no nê, cho nên nó căn bản lười chẳng buồn há miệng nuốt một hạt đậu đỏ nhỏ xíu như Gia Cát Nguyệt. Đoán chừng lúc trước, sau khi Nhất Thốn Chỉ Xà ăn một bữa no nê, thì tìm một nơi nằm nghỉ ngơi, chờ tiêu hóa. Nhưng chỗ nghỉ ngơi mà nó tìm thấy không được tốt lắm, bị Gia Cát Nguyệt bất cẩn quấy rầy nó nghỉ ngơi. Vì vậy, Nhất Thốn Chỉ Xà buồn bực đành phải đổi sang chỗ khác, thế là nó bò lên trên cây đại thụ hơn 10 mét kia để nghỉ ngơi tiếp. Nhưng là nó thật sự không thể nào ngờ, đã leo đến cao như vậy rồi, mà vẫn có người chạy tới quấy rầy nó. Lão hổ không phát uy uy, nên tưởng ta là mèo bệnh à. Vì vậy, nó không chút ngần ngại cuốn lên người công tử Tà Mị, thi triển thiên phú, thu nhỏ hắn lại. Sau đó, tuy rằng không đói bụng, nhưng Nhất Thốn Chỉ Xà bị chọc giận vẫn nuốt công tử Tà Mị vào bụng. Sau khi nuốt công tử Tà Mị xong, Nhất Thốn Chỉ Xà ngẩng đầu lên, đôi con mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Thư Hàn. Người làm phiền nó nghỉ ngơi, không chỉ có công tử Tà Mị, mà còn có Tống Thư Hàn. Ngại quá, làm phiền rồi. Ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi,
xin đừng để ý đến ta được không? Tống Thư Hàn lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó, hắn xoay người nhảy lên không chút nghĩ ngợi, chạy xuống phía dưới, nhưng, Nhất Thống Chỉ Xà cũng không tính buông tha cho hắn, thân hình nó tuy nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh như chớp. Xà thân nho nhỏ bắn ra, phóng về phía Tống Thư Hàn nhanh như chớp, bột, nó cuốn lấy người của Tống Thư Hàn, sau một khắc, Tống Thư Hàn ở giữa không trung nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ chừng lòng bằng bàn tay. Tống Thư Hàn cũng không muốn lát nữa bị thu nhỏ xong thì lại bị Nhất Thốn Chỉ Xà nuốt vào bụng đâu. Cửu Đăng cô nương cứu mạng, Tống Thư Hàn lớn tiếng cầu cứu, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác mình hô cứu mạng đặc biệt điêu luyện. Chẳng lẽ là bởi vì mình hay gào lên với các tiền bối trong nhóm kiểu, 20 tiền bối, cứu mạng, gọi nhiều quá nên đâm ra quen mồm luôn à. Ai nha, ngươi chịu cầu cứu với ta rồi à, Cửu Đăng nheo mắt, tâm trạng trở lên rất tốt. Nói xong, cô co ngón tay lại rồi búng ra một cái, một viên Phật châu màu vàng bị cô bắn về phía Nhất Thốn Chỉ Xà. Nhất Thốn Chỉ Xà ở giữa không trung cảm ứng được nguy cơ, đầu rắn vừa nhấc lên, nhìn về phía viên Phật châu đang bắn về phía mình. Một lát sau, Nhất Thốn Chỉ Xà oán hận phun lưỡi, buông thân hình của Tống Thư Hàn ra, trở về cây đại thụ một lần nữa. Nhưng mà, miếng Phật châu màu vàng lại như bóng với hình, bắn về phía Chỉ Xà một tấc, bằng. Sau khi Phật châu chạm vào trên thân Nhất Thốn Chỉ Xà xong, thì lại trực tiếp dính vào trên người nó, trong Phật châu truyền ra từng đợt tụng kinh, thanh âm kia giống như dòng điện khổng lồ, thân thể Nhất Thốn Chỉ Xà rung lên từng hồi. Xì xì, Nhất Thốn Chỉ Xà oán hận nhả phun lưỡi ra lần nữa, sau một khắc, chỉ thấy thân thể nó vỡ ra, một con Nhất Thốn Chỉ Xà hoàn toàn mới chui ra từ bên trong, đầu cũng không thèm quay lại, bỏ chạy nhanh như chớp, chỉ bỏ lại một lớp da rắn ngay tại chỗ. Ồ, vừa đến lúc lột da sao, thế mà lại để nó chạy thoát. Cửu Đăng tiếc nuối nói, đang lúc nói chuyện, cô móc một quyển sách nhỏ ra, vẽ một đường ở bên trên, có thể thấy loáng thoáng nội dung viết kín mít trên trang sách, chuyện mà Cửu Đăng muốn làm, một làm đồ ăn một lần, tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng. Gạch chéo, hai, cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa, gạch chéo, ba, cứu hắn một lần, mới gạch xong, bốn, cùng nhau xem rất nhiều sách, năm, một, hai, ba ba lựa chọn trên đều gạch ngang cho một đường, nội dung chi chít đầy trên trang này, hình như đều là chuyện mà Cửu Đăng cô nương này muốn làm thì phải. Sau khi thu quyển vở nho nhỏ kia lại, cô bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy Tống Thư Hàn chỉ lớn chừng nửa bàn tay. Tống Thư Hàn thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn cô nhé Cửu Đăng, không cần khách sáo, ngoài ra, bộ dạng lúc ngươi kêu cứu rất tuyệt, ta rất thích. Cửu Đăng giơ ngón tay cái lên cười nói, Tống Thư Hàn, cô nương, sở thích của cô kỳ lạ quá, khiến cho ta phải ngại ngùng đây. Cửu Đăng một tay nâng Tống Thư Hàn lên, tay kia ngoắt một cái. Viên Phật châu màu vàng bay trở lại từ trên cây đại thụ, phía trên Phật châu còn dính da của con Nhất Thốn Chỉ Xà. Có một tầng linh lực không ngừng vận chuyển trên Phật châu màu vàng, khiến cho nó không bị da của Nhất Thốn Chỉ Xà thu nhỏ lại. Lúc Tống Thư Hàn nhìn bên dưới lớp da rắn này, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Da của Nhất Thốn Chỉ Xà đấy, đây chính là nguyên liệu chế tạo ra không gian đại bản giỏng đấy. Muốn nó không, lúc này, Cửu Đăng cô nương kia cầm Phật châu, nhẹ nhàng lắc lắc da rắn ở trước mặt Tống Thư Hàn. Muốn, Tống Thư Hàn thành thực nói, lúc ấy, sau khi hắn nhìn thấy túi thu nhỏ kia của cô nàng Vũ Nhu Tử xong thì thật sự vô cùng hâm mộ. Hắc hắc, có điều đây là đồ của ta, sẽ không tặng không công cho ngươi, đừng có mà hòng. Cửu Đăng cô nương này ác cười xấu xa, thu hồi mảnh da rắn khiến Tống Thư Hàn thèm nhỏ dãi này. Tống Thư Hàn, sau một lúc lâu, hắn cười khổ hỏi, Cửu Đăng cô nương này, hai vị khách đi cùng gia các Trung Dương bọn họ, bây giờ như thế nào rồi? Nếu như đã đến đây rồi, thì tiện đường đưa hai người đó về cùng luôn. Khí tức của bọn họ đã trộn lẫn cùng với khí tức của tám người kia rồi. Đoán chừng là hai nhóm người gặp nhau rồi. Mục tiêu của đám tu sĩ cửu ưu giới chỉ có hai người bạn của ngươi, không có người đuổi bắt hai hành khách kia, bọn họ cũng không có bị tổn thương gì. Cửu Đăng đáp, nghe thấy thế, trong lòng Tống Thư Hàn thoáng thở vào nhẹ nhõm. Sau lưng, Gia Cát Trung Dương ngơ ngác nhìn cô nàng đầu trọc đột nhiên xuất hiện trước mắt, cô nàng này là đột nhiên xuất hiện từ đâu ra thế này. Sau khi Cửu Đăng hiện thân đón lấy Tống Thư Hàn thì Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương mới có thể nhìn thấy thân hình của cô. Đồng thời, Gia Cát Trung Dương còn có chút nghi hoặc, sao Tống Thư Hàn đột nhiên lại biến thành nhỏ như vậy. Không chỉ có Tống Thư Hàn, mà ngay cả Gia Cát Nguyệt ở bên cạnh hắn cũng bị biến thành nhỏ xíu. Hiện tại thân hình Gia Cát Nguyệt vừa khôi phục được một chút.
bây giờ ước chừng dài hơn 80cm, giống như một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Còn có tên quái nhân biết tàng hình ban nãy nữa, lại thêm lúc nãy Tống Thư Hàn một hơi nhảy vọt lên trên cành cây đại thụ cao hơn 10 mét. Rốt cuộc thế giới này bị làm sao thế này? Đầu óc Gia Cát Trung Dương loạn thành một đống, hắn phát hiện dù mình có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể hiểu được chút gì hết. Đến đây, chào hỏi bạn bè của ngươi đi, Cửu Đăng nâng Tống Thư Hàn trong bàn tay lên, đưa hắn đưa tới trước mặt của Gia Cát Trung Dương. Mẹ ơi! Tống Thư Hàn bị khuôn mặt phóng đại của Gia Cát Trung Dương dọa sợ hết hồn. Thử nghĩ mà xem, khi khuôn mặt một người bị phóng đại gấp mấy chục lần chính thì sẽ thế nào, quả thực có khác gì trong phim kinh dị không? Cửu Đăng cô nương này, đừng đưa tới gần như thế, Tống Thư Hàn hét lớn. Cửu Đăng ác liệt đặt Tống Thư Hàn lắc mấy lần ở trước mặt Gia Cát Trung Dương, rồi mới chịu kéo hắn trở về. Tống Thư Hàn dụi dụi mắt. Sau đó quay đầu mắt nhìn khuôn mặt Cửu Đăng. May quá, khuôn mặt sau khi phóng đại gấp mấy chục lần của tu sĩ, vẫn trơn bóng sáng long lanh, trắng nõn nà, không có đổi thành phim kinh dị. Thư Hàn, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Gia Cát Trung Dương thận trọng hỏi. Loại chuyện này, trong một lúc không thể giải thích rõ ràng được. Cậu ôm Gia Cát Nguyệt đi theo tôi nhé. Chúng ta đi về cổ thành trước, phải đưa các cậu rời xa chỗ này đã, rồi tôi lại giải thích rõ ràng với các cậu sau, Tống Thư Hàn thở dài nói. Dù sao thì khi rời khỏi thiên giới đảo, ký ức nhất định sẽ bị xóa đi. Cho nên, hiện tại giải thích cũng lãng phí nước bọt. Trước tiên cứ đưa bọn họ rời khỏi thiên giới đảo rồi nói sau. Hai người các ngươi đi theo ta, Cửu Đăng cười ha ha nói, dẫn đường ở phía trước. Gia Cát Trung Dương yên lặng cổng Gia Cát Nguyệt, đi theo Cửu Đăng, trên đường đi. Gia Cát Trung Dương lo lắng hỏi, đúng rồi, Thư Hàn. Cậu có gặp bọn Cao Mổ Mổ không? Bây giờ bọn nó thế nào rồi? Lần này đều là vì hắn, cứ nhất định đòi đến hòn đảo trên Đông Hải chơi, kết quả làm hại mọi người gặp nạn. Nếu như đám người Cao Mổ Mổ có sơ suất gì, cả đời này hắn cũng đừng hòng an lòng. Yên tâm đi, Cao Mổ Mổ, Thổ Ba và Lục Phỉ và chị gái của cô ấy đều đã bình an rời khỏi đây rồi. Tôi chủ yếu là ra ngoài tìm các cậu, mang các cậu cùng rời khỏi đây, Tống Thư Hàn cười nói. Sau khi nghe Tống Thư Hàn nói xong thì Gia Cát Trung Dương lập tức an tâm hẳn. Sau đó, trong lòng hai người mang theo vô số nghi hoặc, đi theo Tống Thư Hàn tới tòa cổ thành kia. Lần này, có Cửu Đăng dẫn đường, bốn người thuận lợi đi thẳng một đường vào phía dưới tòa tháp cao. Tiến vào tòa tháp cao này đi, sau đó dựa theo lời nhắc nhở bên trong, hoàn thành một lần giao dịch. Sau đó, là có thể rời khỏi đây rồi, Tống Thư Hàn giải thích. Thư Hàn còn cậu thì sao? Không trở về cùng bọn tôi à? Gia Cát Nguyệt nghi hoặc hỏi. Lúc này hình thể cô trên cơ bản đã khôi phục về hình dáng ban đầu. Tôi còn muốn chờ thêm một lát, cậu nhìn hình dáng của tôi đi, ít nhất phải chờ tôi khôi phục lại rồi tính tiếp. Tống Thư Hàn cười khổ nói, hắn vẫn ngồi ở trong lòng bàn tay Cửu Đăng, toàn thân không được tự nhiên. Yên tâm đi, các cậu cứ đi trước, sau khi tôi khôi phục hình thể thì sẽ lập tức đuổi theo. Sau khi rời khỏi đây lập tức tụ hợp lại với mấy người Cao Mổ Mổ, đừng có để đi lạc mất nữa đấy. Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương nhẹ gật đầu, quay người tiến vào trong tòa tháp cao này. Cái nơi kỳ quái này, quả thật giống như cơn ác mộng, thật không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Đưa mắt nhìn theo Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương rời đi, Tống Thư Hàn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, Cửu Đăng cô nương này, ta nghĩ cũng đến lúc ta nên cáo từ rồi. Nếu như ta muốn rời đi, có phải cũng phải tự phong ấn ký ức hay không? Tống Thư Hàn dò hỏi. Ngươi biết rất nhiều về thiên giới đảo này à? Cửu Đăng giơ Tống Thư Hàn lên, duỗi ngón tay ra chọc chọc Tống Thư Hàn nho nhỏ. Đừng có nghịch, chọc thế đau lắm đấy. Tống Thư Hàn đẩy ngón tay cô đâm tới ra, đáp, ta có quen biết với một số tiền bối. Lúc bọn họ rời khỏi thiên giới đảo đều tự phong ký ức cả. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ lại cam tâm tình nguyện tự phong ký ức rồi mới rời đi. Nhưng cũng có thể thấy được, tu sĩ muốn rời khỏi thiên giới đảo thì chắc là phải tự mình phong ấn ký ức lại đúng không? Hừng, ngươi đoán đúng lắm, Cửu Đăng hì hì cười nói, tu sĩ muốn rời khỏi thiên giới đảo này đúng là khác với người bình thường, ta cần mang ngươi đến nơi thần bí nhất của thiên giới đảo, hạ lời thề, sau đó truyền phương pháp tự phong ký ức cho ngươi, chờ ngươi phong ký ức xong, thì mới có thể rời khỏi thiên giới đảo, vậy kính xin Cửu Đăng cô nương mang ta đến nơi lập lời thề kia. Tống Thư Hàn ôm quyền nói, không vội, Cửu Đăng nheo mắt lại cười một tiếng, rồi móc miếng da rắn dính Phật châu đó ra, có muốn không? Ánh mắt của Tống Thư Hàn nhìn chầm chầm vào tấm da của Nhất Thốn Chỉ Xà, muốn, nếu muốn, thì giao dịch với ta đi.
Cửu Đăng cô nương này nói với bộ dạng gợi đòn. Giao dịch. Ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hàn hỏi, trên người hắn có không ít đồ vật của tu sĩ, dây chuyền thanh phong, những đồng cổ, bảo đao bá toái, ngộ đạo thạch và thông nương sinh trưởng trên đó, kết tinh của thông yêu, còn có hung châm biến ảo hình tượng hắn mượn của Vũ Nhu Tử, cùng với bảo phù, đan dược, và mấy đồ vụn vặt khác. Trong số những thứ đồ đó, thứ có giá trị nhất đương nhiên chỉ có ngộ đạo thạch, những vật khác mặc dù trân quý nhưng so sánh với da của nhất thốn chỉ xà, thì vẫn còn kém xa. Căn bản không thể trao đổi ngang giá được, nhưng nếu muốn hắn dùng ngộ đạo thạch đổi lấy da rắn, thì đương nhiên là hắn không thể đáp ứng được. Ngộ đạo thạch cực kỳ trân quý đối với hắn, quan trọng hơn cả da rắn nhiều, hơn nữa, thông nương còn mọc ở trên nó nữa. Đồ vật trên người ngươi cũng không phải ít, có điều những món đồ đó không vừa mắt ta, Cửu Đăng cô nương cười nói, vậy ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hàn nghe đến đó, lặng lẽ rụt rụt thân thể lại, hắn không bán thân. Ta muốn ngươi cùng đọc sách với ta một lúc. Cửu Đăng cô nương kia duỗi ngón tay ra, dùng sức chọc chọc Tống Thư Hàn, cười ha ha nói, chỉ xem sách một lát thôi á. Tống Thư Hàn hiếu kỳ hỏi, ừ, chỉ xem sách một lát thôi. Cửu Đăng cười ha ha nói, được thôi. Tống Thư Hàn sảng khoái đáp, núi xanh, nước chảy, ngôi chùa nho nhỏ, thanh đăng, cổ Phật, kinh Phật chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Chỗ này chính là nơi ở của Cửu Đăng tại Thiên Giới Đảo. Tuy là ta muốn tìm một số sách về đạo môn hoặc nho gia lại ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta là đệ tử Phật môn. Ngoại trừ một số kinh Phật này, ta không có thu thập những thứ khác. Cửu Đăng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lười biếng nói, kinh Phật này có nội dung gì? Tống Thư Hàn hiếu kỳ hỏi. Là công pháp tu sĩ à, ngươi nghĩ nhiều rồi. Cửu Đăng cô nương này liếc mắt nhìn, cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện truyền thụ công pháp tu hành cho người khác, đây là quy định của tu sĩ, vậy những thứ này, chính là kinh Phật bình thường à. Khóe miệng Tống Thư Hàn co quắp, hắn cảm giác chân ngã của bản thân càng ngày càng không đúng, nếu đọc kinh Phật xong không biết chân ngã của mình có biến thành đầu trọc hay không nữa. Đừng để ý nhiều như vậy, coi như là giao dịch đi, cứ xem sách với ta một lát, sau đó ta sẽ đưa da của nhất thốn chỉ xà cho ngươi, đúng rồi, cho ta mượn thông nương. 300 năm rồi không gặp, ta cũng hơi nhớ cô ấy một chút. Cửu Đăng cô nương đột nhiên nói, đừng làm tổn thương cô ấy nhé, cô ấy cũng bị ngươi nhốt 300 năm rồi. Tống Thư Hàn đưa tay vào trong túi, hí. Nào ngờ lại bị thông nương hung hăng cắn một phát. Có điều, Tống Thư Hàn vẫn là móc ra thạch ngộ đạo và thông nương, đưa về phía Cửu Đăng. Ồ, mầm hành đâu rồi, làm sao lại còn lại có mỗi một củ hành thế này? Sau khi Cửu Đăng cô nương nhận lấy ngộ đạo thạch và hành tinh thì lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi, ha ha, có một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn ấy mà, Tống Thư Hàn ngượng ngùng nói. Cửu Đăng cô nương nhìn Thư Hàn không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, cô cầm lấy thạch ngộ đạo, ngón tay hướng về phía thông nương, chọc chọc chọc, đây chính là một vết nhơ trong cuộc đời của cô, chọc thật mạnh, thông nương co lại thành một đoàn nhỏ, mặc cho Cửu Đăng dùng sức chọc cô. Căn bản không dám phản kháng, hành ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng có một câu nói thế này, chớ khi dễ hành lá non, một ngày kia thần công của cô đại thành, chắc chắn đòi nổi nhục ngày hôm nay lại gấp trăm lần. Mục tiêu của cô chính là ngày nào đó có thể đè Cửu Đăng sư thái xuống đất, nện cô một lần cho sướng. Chết tiệt, vì vậy trong đầu thông nương bắt đầu y y tự sướng cảnh tượng mình có thể dẫm Cửu Đăng ở dưới chân, còn cô thì cười lớn ba tiếng tựa như nữ vương, tưởng tượng một lúc. Cách dùng trí tưởng tượng của cô đã chiến thắng hiện thực. Mặc kệ Cửu Đăng chọc cô ra sao, cô cũng không thèm để ý. Mà sau khi Cửu Đăng cô nương kia hung hăng đâm thông nương một hồi, lại cầm cái quyển sổ nhỏ kia ra, gạch ngang một đường trên đó, một làm đồ ăn một lần, tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng. Gạch chéo, hai, cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa, gạch chéo, ba, cứu hắn một lần, gạch chéo, bốn, cùng nhau xem rất nhiều sách. Mới gạch xong, năm. Điều thứ năm, vốn là một chuỗi các ký tự đã được dùng pháp thuật che giấu, khi Cửu Đăng gạch điều thứ tư xong, thì chữ viết ở điều thứ năm đã tự động tổng hợp lại. Năm, múa một khúc cho hắn xem ở giữa biển hoa nơi non núi thơ mộng, múa, sắc mặt Cửu Đăng cô nương lập tức tái mét, từ xưa tới giờ cô chưa từng học múa có được hay không, nếu thật sự phải múa thì lẽ nào lại đi biểu diễn một bộ quyền pháp à, hơn nữa, vì cái quần gì mà phải múa trong biển hoa nơi non núi thơ mộng. Lại nói, năm đó trước khi mình xuất gia, rốt cuộc đang suy nghĩ thứ quỷ gì trong đầu thế này, làm đồ ăn, đọc sách còn chưa tính,
còn phải cùng mạo hiểm, lại còn mỹ nữ cứu anh hùng, toàn là mấy nguyện vọng tào lao gì không thế này, vất vả lắm cô mới làm xong bốn mục nấu ăn, canh thịt. Mạo hiểm, xông vào khu rừng tìm kiếm hai anh em Gia Cát, mỹ nữ cứu anh hùng và đọc sách, hiện tại đối mặt với điều thứ năm này, cô thực có loại cảm giác bất lực, múa gì gì đó, hiện tại cửu đăng thật sự không làm được. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định phải quay về đè bản thân trước lúc xuất gia, xé bản, chuyện mà cửu đăng muốn làm này đi, đúng vậy, bản, chuyện mà cửu đăng muốn làm này là do cửu đăng cô nương này lén lút viết lại trước khi bị đưa đến Thiên Long tự xuống tóc, xuất gia tu hành. Thuộc loại tâm nguyện đơn thuần nhất của một thiếu nữ, đây là tâm nguyện ngây thơ, thuần khiết nhất của một thiếu nữ. Bởi vì thiếu nữ tình hoài luôn nên thơ như thế. Trong lòng vẫn luôn ôm biết bao nhiêu mơ mộng về tương lai, luôn mong chờ người sẽ yêu thương mình xuất hiện. Về phần tại sao bút ký lúc đó lại đặt là chuyện cửu đăng muốn làm, bởi vì cửu đăng là pháp danh tục gia của cô. Trước khi cô tu hành thì đã là đệ tử tục gia của Thiên Long tự. Thôi được rồi, nghĩ kỹ lại thì, tự hồ nguyện vọng này là vì lúc mình còn là thiếu nữ, gặp được một biển hoa đẹp lúc du ngoạn nên mới sinh ra ảo tưởng này thì phải. Nếu như múa, thì phải múa như thế nào cho tốt đây? Cửu đăng cô nương buồn muốn chết, sau đó, cô đột nhiên thấy được thông nương lắc lư theo gió trên ngộ đạo thạch, cô lại nói. Lúc cô gặp mặt gốc hành yêu này, không phải gốc hành yêu này đã múa một điệu rất đẹp, khiến cho người ta không cầm lòng nổi đấy à. Điệu múa kia nhảy kiểu gì nhỉ, chà, không được, tuyệt đối không thể nhảy điệu vũ kia. Nếu không thì sẽ chết người đấy, như vậy thì nhảy cái gì đây nhỉ, cửu đăng cô nương gõ gõ bút trên quyển sổ. Mà ở trước mắt cô, Tống Thư Hàn xem kinh Phật, bất tri bất giác liền xem mê mẩn luôn, Tống Thư Hàn thích xem sách, bất kể là sách gì. Hắn đều thích xem cả, hơn nữa, bất kể là sách khô khan như nào, chỉ cần là thể loại hắn chưa có xem qua, hắn liền ôm sách có thể xem cả ngày. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong quá trình đọc sách, bất tri bất giác, thân thể của Tống Thư Hàn đã khôi phục lại như cũ, có lẽ là thói quen ngồi xổm ở trong tiệm sách coi cọp mà ra. Vốn là Tống Thư Hàn ngồi xem sách trong đống kinh Phật, không biết từ lúc nào đã chuyển đến trong góc rồi, sau đó dùng tư thế ngồi xổm, yên lặng đọc sách. Cửu đăng cô nương nhìn thấy Tống Thư Hàn ngồi xổm xem sách trong góc bộ dáng lén lén lúc lúc như thế thì cũng cảm thấy khá thú vị. Chẳng bao lâu sau, Tống Thư Hàn đã xem hơn 20 quyển kinh Phật, hắn duỗi lưng một cái, bỏ quyển kinh Phật trong tay xuống. Lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, Tống Thư Hàn, lúc này, thừa dịp lúc hắn buông sách xuống. Cửu đăng cô nương lên tiếng hỏi dò, ngươi có thích xem múa không, múa ấy à? Tống Thư Hàn nghi hoặc nhìn cửu đăng, không biết cô ta đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, có điều hắn vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời, không rõ lắm, ta không có mắt thưởng thức vũ đạo gì cả, có điều chỉ cần đẹp thì chắc là ta cũng thích xem. Tôi khá thích mấy tiết mục múa trong các bữa tiệc hàng năm, nghe được câu trả lời này xong, cửu đăng cô nương đau đầu xoa xoa thái dương. Trả lời kiểu ba phải như Tống Thư Hàn mới là phiền phức nhất đấy, giống như là hỏi một người, buổi sáng muốn ăn cái gì, trả lời, gì cũng được, nghe thì giống như ăn cái gì cũng được, nhưng người làm bữa sáng thì lại nhức đầu, thế rốt cuộc gì cũng được là cái gì? Là bánh mật à? Hay là mì? Hay là bánh bao? Hay là sủi cảo? Nếu là mì thì nấu hay là xào? Nhiều lựa chọn để mà cân nhắc lắm đấy, thở dài xong. Cửu đăng cô nương nở nụ cười, nói, Thư Hàn, xem sách có mệt không? Muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không? Được, Tống Thư Hàn dụi dụi mắt theo thói quen. Nhưng kỳ thật từ sau khi nhãn khiếu mở ra tới nay, theo khí huyết không ngừng vận chuyển bên trong nhãn khiếu, mắt của hắn rất ít khi mỏi vì phải xem sách nhiều. Cửu đăng cô nương đặt ngộ đạo thạch trên bàn, lại vẽ nên mấy cái trận pháp đơn giản ở bên cạnh, bao vây ngộ đạo thạch, tránh cho thông nương trên đó đào tẩu. Một lát nữa cô phải đi ra ngoài khiêu vũ, nhưng tuyệt đối không muốn để cho thông nương nhìn thấy. Trên thực tế, thông nương căn bản không cách nào thoát ra từ trên ngộ đạo thạch cả, cô thậm chí đã mất năng lực hóa thân thành hình người. Cô hiện tại chính là một gốc hành lá có miệng có ý thức mà thôi. Cửu đăng cô nương mang theo Tống Thư Hàn rời khỏi ngôi miếu, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, non xanh, nước biếc, chỉ thiếu mỗi biển hoa mà thôi. Bất quá không sao cả, biển hoa cái gì? Đối với tu sĩ có tu vi cường đại mà nói thì rất đơn giản, chỉ thấy cửu đăng cô nương nhẹ nhàng vẫy ngón tay một cái, nơi xa có một loại linh thú họ bướm bị cô gọi tới. Linh thú họ nhà bướm kia nhẹ nhàng nhảy múa ở bên người cô, bộ dạng cùng rất thân mật, Tống Thư Hàn, muốn xem biển hoa không? Cửu đăng cô nương đột nhiên hỏi, biển hoa?
Mặc dù Tống Thư Hàn không biết Cửu Đăng đột nhiên nhắc Biển Hoa làm gì, bất quá hắn vẫn gật đầu. Ngón tay Cửu Đăng cô nương nhẹ nhàng vẫy một cái, rót linh lực vào trong linh điệp. Sau khi linh điệp nhận được linh lực cường đại thì bắt đầu uyển chuyển nhảy múa ở trong một cái sân cỏ trước mặt Tống Thư Hàn và Cửu Đăng. Đây cũng là linh điệp chi vũ, mặc dù chỉ có một con linh điệp, nhưng lúc nó lấy tốc độ phi hành cực nhanh, tạo ra một đạo lại một đạo tàn ảnh. Không chỉ như thế, bụi phấn rơi xuống từ trên thân bướm, hóa ra từng đạo ảo ảnh phân thân của linh điệp. Trong nháy mắt, ở trước mắt Tống Thư Hàn đã xuất hiện hình ảnh vô cùng xinh đẹp, hàng ngàn con linh điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa, khiến cho người ta cảm thấy như mình đang ở trong hồ điệp cốc. Hình ảnh xinh đẹp nhường ấy, chỉ cần dùng điện thoại quay lại, không cần dùng Photoshop chỉnh gì, thì cũng thành bức ảnh nền tuyệt đẹp rồi. 10 giây sau, những ảo ảnh linh điệp phân thân kia biến mất, linh điệp kia cũng vỗ cánh bay trở lại bên người Cửu Đăng cô nương. Cửu Đăng cô nương duỗi ngón tay ra, linh điệp đậu ở trên đầu ngón tay của cô. Phù. Cửu Đăng đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng thổi một hơi về phía linh điệp, một hơi này phảng phất như gió xuân thổi qua. Sau một khắc, trên bãi cỏ thênh thang mọc lên rất nhiều mầm thực vật. Những loại thực vật này có rất nhiều hoa, hạt giống đều là linh điệp trải xuống, lại dùng linh lực thúc đẩy chúng nó nảy mầm vươn cao. Chỉ trong mấy giây, nơi vốn là mặt cỏ đã biến thành một biển hoa xinh đẹp, muôn ngàn sắc màu, trăm hoa đua nở, đẹp đến chói mắt, đẹp quá. Tống Thư Hàn cảm thán nói, đây chính là một biển hoa cực lớn, đủ loại hoa, không hề giống nhau, phần lớn đều là những chủng loại mà Tống Thư Hàn chưa từng thấy qua. Đang lúc Tống Thư Hàn đắm chìm trong vẻ đẹp của biển hoa ở trước mắt, Cửu Đăng đứng bên cạnh hắn hít sâu một hơi, sau đó, cô cứng nhắc đi vào bên trong biển hoa. Tống Thư Hàn lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cửu Đăng cô nương đang đứng cứng tòng. Ở trong biển hoa nở rộ, cái đầu bóng láng của Cửu Đăng cô nương phản xạ ánh sáng chói lóa, trên người cô mặc tăng y màu xám. Sau đó, chỉ thấy sau khi Cửu Đăng tiến vào biển hoa thì dựng thẳng hai ngón trỏ hai và ngón giữa của hai tay lên, giả bộ như tai thỏ, đứng lắc lư trong biển hoa. Tống Thư Hàn lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Hắn cảm giác từ khi bắt đầu gặp gỡ Cửu Đăng cô nương, thì kiểu tư duy nhảy vọt không giới hạn của đối phương khiến hắn đuổi theo kiểu gì cũng không theo kịp suy nghĩ của đối phương hết. Bây giờ cô định làm gì thế này? Nhảy kiểu thỏ à? Nhưng tại sao phải nhảy kiểu thỏ ở trước mặt mình chứ? Có ý nghĩa gì đây? Có khi nào đây là sở thích của cô ấy không nhỉ? Như vậy thì chắc mình nên phối hợp vỗ tay mới đúng chứ nhỉ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Cửu Đăng cô nương làm động tác thỏ này trông đáng yêu đến bất ngờ luôn. Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy tư, Cửu Đăng cô nương đột nhiên lại giống như động kinh, múa tùng lung ở trong biển hoa. Bởi vì thực lực của cô cường đại, nên dù chỉ tùy tiện vung tay một cái thôi thì cánh hoa trong biển hoa này cũng bị chưởng phong đánh bay. Sau đó, vì thân thể cô múa may không ngừng, nên những cánh hoa này cũng xoay tròn quanh người cô theo. Trong lúc nhất thời, Cửu Đăng cô nương quả thật có vài phần giống như hoa tiên tử, chỉ tiếc, đây là hoa tiên tử phiên bản động kinh. Cứ múa may như thể cả buổi trời, có vẻ như Cửu Đăng cô nương mệt mỏi nên rốt cuộc cũng ngưng lại. Mà lúc này, vốn là biển hoa xinh đẹp hiện tại đã nát bét giống như là bị một chà đạp thê thảm, đông trụi một mảnh, tây trụi một mảnh. Đợi đến khi Cửu Đăng cô nương trở về, Tống Thư Hàn đành phải làm trái lương tâm mà vỗ tay, cảm giác không tệ chứ. Cửu Đăng cô nương ha ha cười nói, rất tốt. Tống Thư Hàn dốc hết khí lực toàn thân mà nói ra, hài lòng là được rồi. Cửu Đăng cô nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã phải gạt bỏ hết cảm giác xấu hổ, khiến đầu óc của mình trở nên trống rỗng. Nhảy đến cuối cùng, chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm cái gì. Cũng may, Tống Thư Hàn nói là rất tốt. Mặc kệ hắn là thật lòng hay nói dối, dù sao, có lời bình luận này thì xem như cô đã làm được rồi, cũng coi như đã hoàn thành nguyện vọng thứ năm. Xả hơi xong rồi, chúng ta quay về thôi. Cửu Đăng cô nương lắc lư quay về trong chùa. Nhìn thấy Cửu Đăng cô nương lắc lư đi trở về chùa, Tống Thư Hàn cũng vội vàng chạy đuổi theo cô ta. Bây giờ hắn hoàn toàn không biết được bước tiếp theo Cửu Đăng cô nương sẽ làm ra những chuyện gì, nói không chừng chỉ một khắc sau, cô ta đột nhiên lại đưa hắn đến chỗ thần kỳ nhất trên thiên giới đảo này, phong ấn ký ức của hắn rồi đưa ra khỏi thiên giới đảo ấy chứ. Dù sao thì hắn là hoàn toàn không có ý định đi đoán mò xem vị Cửu Đăng cô nương này sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi trở lại trong tự, Cửu Đăng ngồi về lại chỗ cũ, lặng lẽ đưa tay giải trừ trận pháp giam cầm trên người Thông Nương và Ngộ Đạo Thạch. Sau đó, cô lại nhàm chán vươn ngón tay ra chọc chọc Thông Nương. Thông Nương, Tống Thư Hàn thấy Cửu Đăng cô nương không nói gì thêm nữa, thì mới ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lùi về bên góc tường, ngồi xổm ở đó đọc sách tiếp.
Cửu Đăng chọc người thông nương một lúc lâu, mới khiến cho tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại, chỉ cần cô nhớ tới cái điệu múa thỏ khiến mình thấy thẹn kia thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sau khi tâm trạng đỡ hơn thì Cửu Đăng cô nương lại móc quyển sổ nhỏ kia ra lần nữa, gạch một đường, một làm đồ ăn một lần, tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng. Gạch chéo, hai, cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa, gạch chéo, ba, cứu hắn một lần, gạch chéo, bốn, cùng nhau xem rất nhiều sách. Mới gạch xong, năm, múa một khúc cho hắn xem ở giữa biển hoa nơi non núi thơ mộng. Mới gạch xong, sáu, cũng giống như lúc trước. Sau khi cô gạch một đường lên điều thứ 5 xong thì mới có thể mở được pháp thuật yểm hộ, hiện ra nội dung của điều thứ 6. 6. Hoàn thành một nguyện vọng bình thường của hắn, tình yêu thiếu nữ Á, đây mà là tình yêu của thiếu nữ Á, nấu ăn cho hắn cỡ trong lòng rồi đi du lịch, mạo hiểm, cùng hắn. Thuận tiện cứu mạng hắn để lấy chút cảm tình. Đọc sách chung, múa cho hắn xem, mấy thứ này đều có thể hiểu là tình cảm ấp ủ của một cô thiếu nữ. Nhưng hoàn thành một nguyện vọng của hắn là có ý gì đây? Mình cũng có phải máy cầu nguyện đâu mà. Sao lúc ấy mình lại viết cái này nhỉ? Cửu Đăng cô nương cố vắt óc suy nghĩ, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra vì sao lúc đó mình lại viết ra cái nguyện vọng kiểu này nữa. Mấy thứ này thật sự là do mình viết ra sao? Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình. Chỉ riêng điều thứ 6 thôi mà đã đáng sợ tới mức ngang ngửa với máy cầu nguyện mất rồi. Vậy thì mấy điều còn lại do mình hồi thiếu nữ viết ra còn đáng sợ tới mức nào nữa đây? Cũng may là sau cái nguyện vọng thứ 6 này thì chuyện Cửu Đăng muốn làm chỉ còn lại có mỗi một nguyện vọng thứ 7 nữa thôi. Cô sắp sửa hoàn thành 7 nguyện vọng của mình viết ra từ hồi còn là thiếu nữ rồi. Sau khi khép quyển sổ lại, Cửu Đăng cô nương cố nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn vừa mới xem xong một quyển kinh văn mỏng, sau khi cảm giác được ánh mắt của Cửu Đăng thì hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cho ngươi đây. Cửu Đăng cô nương phất tay một cái, ném một cái hộp cho Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn giơ tay đón lấy cái hộp, mở ra xem thử thì thấy thứ ở bên trong đúng là bộ da rắn cho Nhất Thốn Chỉ Xà lột ra. Sau khi có được lớp da rắn này rồi, đợi tới khi rời khỏi thiên giới đảo này, hắn chỉ cần nhờ mấy tiền bối luyện khí giúp đỡ một phen là có thể chế thành một cái túi thu nhỏ rồi. Cảm ơn cô nhé. Tống Thư Hàn mỉm cười nói, cẩn thận cất cái hộp này vào. Bản thân cái hộp nhỏ này cũng là bảo vật. Dù tiếp xúc với da của Nhất Thốn Chỉ Xà nhưng cũng không bị thu nhỏ lại. Đây là phần nhân tình do Cửu Đăng cô nương tặng thêm. Đúng rồi, Thư Hàn này. Ngươi có nguyện vọng gì không? Cửu Đăng đưa một tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt. Nguyện vọng ấy à? Tống Thư Hàn đặt quyển kinh thư xuống, suy nghĩ một lúc, sau đó, hắn mới hỏi ngược lại, nguyện vọng về mặt gì mới được, là về phần vật chất. Chuyện gì đó muốn làm, hay là khác nữa, cái gì cũng được hết, mặc kệ là mặt nào cũng được, cứ nói ra thử xem. Cửu Đăng cười đến là hiền lành, nói, ví như, mong cho thế giới hòa bình à. Tống Thư Hàn hỏi lại, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại ngứa mồm kiểu gì mà nói ra đáp án này nữa. Trên trán của Cửu Đăng cô nương loáng thoáng có gân xanh nổi lên, bởi vì đầu cô bóng lưỡng trụi lũi, cho nên sợi gân xanh này nổi lên một cái là thấy được ngay. Tống Thư Hàn liếc mắt một cái đã thấy được sợi gân xanh tức giận này rồi. Đợi một lát, Cửu Đăng cô nương, khi nãy ta chỉ nói đùa thôi. Ta thấy vui mồm nên bất giác mở miệng nói đùa ấy mà. Tống Thư Hàn vội vàng vớt vát tình hình. Sao mà dạo gần đây mình toàn mồm đi trước não thế này, cứ nói ra mấy lời tự tìm đường chết mãi thôi. Quả nhiên là vì bị Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối ảnh hưởng nhiều quá à. Lần này quay về thì nhất định phải chặn Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối một thời gian ngắn mới được. Cái bệnh tự tìm đường chết này có thể lây lan qua đường tình bạn, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng lớn cực kỳ. Lúc này, sợi gân xanh tức giận trên trán của Cửu Đăng cô nương mới xẹp xuống một chút. Khụ, thật ra ta có nhiều nguyện vọng lắm, ví như mấy nguyện vọng thuộc dạng mục tiêu này, ta mong mình có thể cường đại lên nhanh một chút, khiến cho mình sớm có được bản lĩnh đảm đương một phương. Tống Thư Hàn suy nghĩ rồi đáp, chờ tới khi hắn có được bản lĩnh đảm đương một phương thì mới có đủ thực lực để cho người nhà của mình sống thật tốt. Không cần phải lo lắng thân phận tu sĩ của mình bại lộ sẽ khiến người nhà bị những thế lực hay tu sĩ đối địch làm hại. Chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì mới có thể giúp đỡ bạn bè. Ví như lần này Vũ Nhu tử định đi giúp cho tu chân thế gia của bạn cô ấy, bởi vì thực lực của Tống Thư Hàn thấp quá, cho nên hoàn toàn không giúp được gì hết. Con đường tu hành, phải đi từng bước. Cường độ thân thể, cảnh giới thực lực, tu vi tâm linh, mỗi thứ đều phải tăng lên vững vàng từng bước. Tuyệt đối không thể nóng lòng, bằng không sẽ để lại họa ngầm.
Cửu Đăng cô nương chắp tay, nghiêm túc giải thích, nguyện vọng này của Tống Thư Hàn cũng là nguyện vọng của tất cả các tu sĩ khác, nhưng cũng là chuyện không thể gấp gáp được. Ta cũng biết là thế, nhưng cũng vì chuyện này rất khó đạt thành, cho nên đây mới là nguyện vọng đấy chứ. Tống Thư Hàn cười nói, Cửu Đăng yên lặng gật đầu. Sau đó, ví như về mặt vật chất ấy à, gần đây ta rất muốn một thứ. Tống Thư Hàn sờ cằm nói, hai mắt của Cửu Đăng sáng trở lên, nói nghe thử xem. Nó là một loại thiên tài địa bảo tên là Long Cốt Khô Đằng, ta có một vị đạo hữu bị thương, nếu như có Long Cốt Khô Đằng thì có thể khiến cho cô ấy khôi phục vết thương được nhanh hơn. Tống Thư Hàn nghĩ tới Tô Thị A Thập Lục, kể từ ngày cô tự gửi bản thân mình tới chỗ Tống Thư Hàn chơi một buổi, sau đó lại bị Tô Thị A Thất Tiền Bối mang về Thiên Hà Tô Thị xong, tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lúc các tiền bối trong nhóm hỏi thăm tình hình của Tô Thị A Thập Lục, Tô Thị A Thất Tiền Bối có nói, chỉ cần có Long Cốt Khô Đằng thì có thể khiến cho vết thương của A Thập Lục khôi phục nhanh hơn, nhưng vẫn không nói rõ về tình hình khôi phục của A Thập Lục. Long Cốt Khô Đằng à, thứ này hiếm gặp lắm, mấy trăm năm nay ít có ai gặp được loại thần thú như rồng lắm. Cửu Đăng suy tư rồi nói, Long Cốt Khô Đằng này là một loại linh tài đặc biệt mọc ở trong xương của xác rồng, nhưng cái xác rồng này không phải kiểu khủng long, mà là rồng thật sự, nhưng rồng có mộ rồng của chúng. Số lượng rồng chết ở bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, xác rồng để cả ngàn năm cũng không hư thối, muốn đợi cho nó biến thành xương cũng chẳng dễ dàng gì, muốn khô đằng mọc ra từ trong xương cốt lại càng khó hơn. Không cần phải là long cốt, dù là long cốt khô đằng trên người giao long cũng được nữa. Tống Thư Hàn cười nói, ngón tay của Cửu Đăng nhịp nhịp trên mặt bàn. Một lát sau, cô mỉm cười rạng ngời nhìn Tống Thư Hàn. Nếu như chỉ là long cốt khô đằng trên người giao long thì ta biết một nơi trên thiên giới đảo này có đấy. Tống Thư Hàn ngẩn ra, sau đó hắn lập tức ngồi thẳng người lại, nhìn Cửu Đăng với vẻ chờ mong. Nhưng muốn lấy được long cốt khô đằng trên người giao long cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cửu Đăng lại gõ gõ lên mặt bàn, nói, mong Cửu Đăng cô nương chỉ điểm. Tống Thư Hàn ngồi thẳng người dậy, nói cực kỳ thành tâm, hắn đang đón ý nói hùa, thông qua vẻ mặt và những lời Cửu Đăng nói. Hắn loáng thoáng đoán ra Cửu Đăng cô nương muốn cho hắn chút chỗ tốt, tuy rằng có thể hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nếu như chỗ tốt đó là long cốt khô đằng thì Tống Thư Hàn thật sự không thể nào cự tuyệt được. Đột nhiên, Cửu Đăng cô nương lại nhảy lên, cái từ chỉ điểm này hay lắm, ta thích. Tống Thư Hàn, khụ khụ, ngươi cứ nghỉ một lát đi, ta đi chuẩn bị ít đồ, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi gặp một vị linh thú hộ đảo trên thiên giới đảo này. Ta nhớ trong tay hắn có một bộ thi cốt giao long lâu lắm rồi, có một gốc long cốt khô đằng mọc phía trên nó. Long cốt khô đằng không có tác dụng gì với vị linh thú tiền bối kia, nhưng nếu như ngươi muốn lấy long cốt khô đằng từ tay hắn cũng không phải chuyện dễ đâu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý có thể thất bại đấy. Cửu Đăng cô nương đứng dậy, phủi bộ tăng y trên người, cười nói, Tống Thư Hàn hít sâu một hơi, đáp, chỉ cần có hy vọng thì ta có thể tới đó thử xem, được rồi. Ngươi cứ chuẩn bị đi. Nói không chừng, vị linh thú tiền bối kia sẽ khảo nghiệm thực lực của ngươi đấy. Ta đi thay bộ đồ khác, ngươi chờ một lát nhé. Cửu Đăng cô nương nói xong thì nhẹ nhàng khoát tay, Hất Ngộ Đạo Thạch và Thông Nương ở trên bàn về lại tay của Tống Thư Hàn. Sau đó, cô đứng dậy đi ra sau tự, thay quần áo. Ngay cả Cửu Đăng cô nương cũng phải trịnh trọng thay quần áo mới đi gặp vị linh thú tiền bối kia được. Đó rốt cuộc là vị tiền bối thế nào đây? Nói tới linh thú thủ hộ, Tống Thư Hàn lập tức nghĩ tới mấy thánh thú thủ hộ như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Vừa nghĩ tới mình sắp được đi gặp mấy linh thú trong truyền thuyết này, lòng hắn lập tức kích động hẳn lên. Ngoài ra, Cửu Đăng vừa mới nói phải đi thay đồ, lẽ nào cô ấy định đổi đồ nữa à? Khi Cửu Đăng xuất hiện lần nữa thì cô đã thay một bộ. Tăng y mới tin. Từ màu xám thành màu xanh trắng, đi thôi. Cửu Đăng cô nương mỉm cười, tay cầm một cây trượng màu vàng. Dẫn đầu đi ra khỏi tự, Tống Thư Hàn mang theo Ngộ Đạo Thạch và Thông Nương, đi theo sát ở phía sau Cửu Đăng cô nương, không có tọa kỵ, không có xe ngựa, hai người bọn họ chỉ đi bộ mà thôi. Sau khi đi gần nửa giờ, Tống Thư Hàn nhìn thấy một sơn cốc khổng lồ, linh sơn cốc đẹp, có thể nghe thấy loáng thoáng từng trận tiên âm truyền ra từ bên trong sơn cốc, giống như tiếng đàn cầm. Cùng với tiếng muôn loài chim hót vang phụ họa, đúng là tiên cảnh nhân gian, linh thú sống trong nơi tiên cảnh thế này. Xem ra là một vị tiền bối thích âm nhạc. Không biết lát nữa hắn khảo nghiệm mình thì có đưa ra nội dung liên quan tới âm nhạc hay không nữa. Nhìn cho kỹ bước chân của ta, đi theo dấu chân ta, chớ có bước sai đấy.
Lúc này, tiếng của Cửu Đăng truyền tới từ phía trước, Tống Thư Hàn khẽ gật đầu, đi theo sát Cửu Đăng vào trong sơn cốc, rất nhanh, hắn trông thấy một gốc cây ngô đồng cực lớn nằm ngay cửa cốc, là cây ngô đồng đấy. Trong lòng Tống Thư Hàn sáng lên, Phượng Hoàng đậu nhánh ngô đồng, chẳng lẽ linh thú lần này mình sắp gặp lại là Phượng Hoàng à? Dù cho không phải Phượng Hoàng, thì cũng có thể là linh thú thuộc Phượng Hoàng nhất mạch chứ nhỉ, nôn quá đi mất, loại thần thú chỉ có trong truyền thuyết thế này sẽ có phong thái xinh đẹp cỡ nào đây? Nó chính là thần thú đẹp đẽ và cao quý nhất trong truyền thuyết Hoa Hạ đó. Tuy rằng trong lòng rất kích động, nhưng Tống Thư Hàn vẫn theo sát sau lưng Cửu Đăng cô nương từng bước một, không dám rời xa, sợ sơ sẩy đi sai thì sẽ có chuyện mất. Sau khi đến gần cây ngô đồng kia hơn, với nhãn lực của Tống Thư Hàn bây giờ thì hắn có thể thấy được toàn cảnh của cây ngô đồng to cao này. Cây đại thụ này phải cao tới hơn 50 mét, đứng sừng sững ở cửa cốc. Thân cành to lớn, tràn ngập dấu vết tang thương của năm tháng. Ủa, đợi tí đã, hình như có vật thể trắng trắng hồng hồng nào đó đang nằm ở trên cành cây thì phải. Thứ đó nhìn qua thì tròn vo, béo béo mướt rượt, nhìn ngon miệng tới mức khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái mà thôi. Đây không phải Phượng Hoàng, cũng không phải họ nhà chim. Tống Thư Hàn cố gắng mở to hai mắt ra, điều chỉnh thị của mình giác tới trạng thái cao nhất. Sau đó, hắn nhìn thấy bộ dạng thật sự của vật thể tròn vo kia, đó là một con heo béo núc ních, bởi vì quá béo, cho nên bốn cái chân của nó có vẻ vừa ngắn lại vừa nhỏ. Nhưng vì ngắn và nhỏ như thế, nên bốn cái chân đó phải quắp cứng ngắt thân cây, để nó không tới mức ngã xuống khỏi cây, nhưng cứ cảm thấy bộ dạng của nó trông rất mệt mỏi. Heo biết leo cây. Tống Thư Hàn kinh thán, im lặng. Cửu Đăng cô nương dẫn đường ở phía trước khẽ nói, Tống Thư Hàn vội ngậm miệng lại. Nhưng một con heo béo tròn quay lại leo lên cây ngô đồng như thế rất bắt mắt, cho nên Tống Thư Hàn bất giác nhìn nó thêm mấy lượt nữa, có lẽ ánh mắt của Tống Thư Hàn trắng trợn quá, cho nên con heo tròn quay kia cũng cảm ứng được ánh nhìn của hắn. Tiếp theo, nó quay đầu lại, đôi mắt đen bóng nhìn về phía Tống Thư Hàn, ngươi nhìn cái gì đấy? Con heo tròn vo kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói oang oang như sấm rền bên tai, khiến cho lỗ tai của Tống Thư Hàn ù đi, một câu này còn lợi hại hơn cả sư tử hống nữa. Tống Thư Hàn còn chưa kịp trả lời thì Cửu Đăng cô nương ở đằng trước đã nhếch môi nói, nhìn ngươi đấy thì sao, ngươi thử nhìn thêm một cái nữa xem. Con heo tròn vo kia hét lớn, nhìn thì nhìn. Sao hả? Cửu Đăng cô nương nghiêng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm con heo tròn quay kia. Mắt không chớp lấy một cái, con heo tròn quay kia không trả lời, một lát sau, toàn thân nó đều biến thành màu hồng, sau một lúc, nó nói lý nhí. Đừng có nhìn lão trư ta mãi như thế, mắc cỡ chết mất thôi. Tống Thư Hàn, đừng có nói với hắn rằng con heo tròn quay đó chính là vị linh thú tiền bối cường đại, mục tiêu của lần này đấy nhé. Cho dù tiền bối không phải Phượng Hoàng thì cũng đừng là heo như thế chứ. Chênh lệch như thế thì lớn quá. Lúc này, Cửu Đăng cô nương mới nhếch môi cười, đừng có nói nhảm nữa bàn cầu, béo như quả bóng, mỗi lần tới đây đều phải chơi cái trò này với ngươi, thế mà ngươi vẫn chưa chán à. Ta chỉ có mỗi trò này thôi. Con heo biến thành màu hồng lựng vì xấu hổ kia lý nhí nói, lần sau thì ít nhất cũng phải cho ta đổi lời thoại chứ, không thì ta sẽ kệ ngươi đấy. Cửu Đăng cô nương nói, không nói nhiều với ngươi nữa, tiền bối còn ở trong cốc không thế, có đấy, ngươi tìm hắn có việc gì? Con heo tròn quay màu hồng kia hỏi thử, hỏi thừa thế, ta bận rộn cỡ nào chứ? Chạy đến sơn cốc này không tìm tiền bối thì chẳng lẽ cố ý chạy tới chọc ngươi à? Cửu Đăng cô nương cười lạnh, Tống Thư Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra con heo mập tên bàn cầu này không phải vị linh thú tiền bối kia, mà là linh thú phụ trách trông coi cửa cốc thôi. May quá, ta còn cho rằng ngươi tới chơi với ta đây. Bàn cầu lầm bầm, sau đó, nó vươn móng ra, gõ nhẹ lên thân cây ngô đồng ba cái. Sau một khắc, sơn cốc tiên cảnh trước mặt Tống Thư Hàn đột nhiên biến đổi, hóa thành khung cảnh biển rộng mênh mông, mặt biển màu đen rộng mênh mông lại thêm vài phần tĩnh mịch, hơn nữa, không hề có thứ gì trôi nổi trên mặt biển này. Giống như tất cả những thứ rơi vào trong biển đều sẽ chìm xuống đáy sâu vậy, nếu như không có người giữ cửa là bàn cầu khởi động thì những kẻ có ý đồ xông vào trong sơn cốc này đều sẽ rơi vào trong phiến biển rộng màu đen vô tận này. Sau khi bờ biển màu đen này xuất hiện thì bàn cầu trên cây ngô đồng giơ một cái móng khác ra, gõ thêm ba cái nữa. Trên mặt biển màu đen tĩnh mịch kia đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lá lên đên, đi thôi, theo sát ta nhé. Cửu Đăng cô nương đi trước dẫn đường, bước về phía chiếc thuyền kia, nhớ cho kỹ,
lát nữa khi ở trên mặt biển, trước khi lên bờ thì tuyệt đối không được nói một câu nào, mặc kệ là ai, thậm chí là ta có hỏi han gì thì ngươi cũng không được nói dù chỉ một câu. Bằng không thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Tống Thư Hàn im lặng gật đầu, đi theo Cửu Đăng cô nương, bước lên con thuyền kia. Sau khi ngồi lên chiếc thuyền kia, Cửu Đăng không nói một lời, chỉ nhét mái chèo vào trong tay của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn cầm chặt mái chèo, thử chèo vài cái, chiếc thuyền con lặng lẽ lướt đi trên mặt biển im lặng. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là rõ ràng có thể thấy mái chèo rẽ nước, có cả bọt biển vẫy lên, nhưng Tống Thư Hàn lại không nghe được chút tiếng nước nào. Con thuyền tiếp tục di chuyển, dần dần, Tống Thư Hàn cảm giác thân thể của mình trở nên nặng nề hơn. Khi nãy mỗi khi khô mái chèo một cái nhẹ nhàng thôi thì chiếc thuyền sẽ lướt đi một đoạn. Nhưng bây giờ, dùng sức khô mái chèo một cái thì chiếc thuyền chỉ có thể nhích lên được một chút mà thôi, hơn nữa. Nếu như hắn mà dừng lại một chút thì chiếc thuyền lại còn lui lại nữa. Ở giữa biển kỳ lạ thế này, ngay cả chèo thuyền cũng biến thành một chuyện chẳng dễ dàng gì. Tống Thư Hàn cười khổ trong lòng, chỉ đành liều mạng hơ mái chèo. Đồng thời cũng kích hoạt khí huyết chi lực trong khiếu huyệt của mình, chỉ có như vậy thì mới có thể giữ cho chiếc thuyền thuận lợi đi về phía trước. Để chúng ta cùng vung mái chèo, chiếc thuyền rẽ từng con sóng mặt biển phản chiếu lại gương mặt tái mét của Tống Thư Hàn. Tống Thư Hàn đang nuốt một viên khí huyết đan. Nếu như không dùng thì hắn sẽ không chống đỡ nổi. Hắn đã không biết mình đã chèo mãi trên mặt biển tĩnh mịch này bao lâu rồi. Nhưng trước chẳng thấy bến, sau không thấy bờ. Mặt biển thì rộng mênh mông, cũng không biết đâu mới là nơi cuối cùng. Mà khí huyết chi lực trong người hắn thì đã cạn sạch hết lần này tới lần khác. Mỗi khi cơ thể hắn dùng cạn chút linh lực còn sót lại sau cùng của linh quỷ xong thì hắn chỉ có thể nuốt một viên khí huyết đan để bổ, sung cho lượng khí huyết chi lực đã tiêu hao kia. Khí huyết đan mà hắn mang theo đã sắp dùng hết rồi, nhưng vẫn chưa thấy được bờ bến ở nơi nào. Nhưng dù mặt mày của Tống Thư Hàn hơi tái ra, nhưng tâm trạng của hắn vẫn giữ vững. Đây cũng nhờ vào Thông Nương phần nào. Trước đây mấy ngày Tống Thư Hàn tiến vào trong giấc mơ của Thông Nương, tự mình thể nghiệm cảm giác khi bị biến thành một cộng hành, sống biết bao năm dài đăng đẳng vô vị hứng mưa đội nắng, nên sự kiên nhẫn của hắn đã mạnh hơn nhiều rồi. Cho dù chỉ là một động tác chèo thuyền vô cùng buồn chán, nhưng ở trong hoàn cảnh không thấy bến bờ thế này, hắn vẫn có thể giữ cho lòng mình không nóng không vội, tâm thái bình thản. Riêng điểm này, khiến cho Cửu Đăng cô nương cũng phải nhìn Tống Thư Hàn với ánh mắt khá kinh ngạc. Chiếc thuyền tiếp tục đi về phía trước, di chuyển trên mặt biển tĩnh mịch này. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tống Thư Hàn đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng đi. Loại cảm giác này giống như khi đang phải khiêng một thứ nặng cả trăm cân đi trong sa mạc, thì đột nhiên vật nặng kia bị người khác lấy xuống. Tống Thư Hàn cảm giác thân thể của mình nhẹ tên giống như có thể bay bổng lên được vậy, động tác chèo thuyền trong tay cũng nhanh hơn hẳn. Sắp tới bờ rồi sao? Hắn nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc hắn đang suy tư thì Tống Thư Hàn phát hiện cảnh tượng trước mặt mình lại thay đổi. Mặt biển đen tĩnh mịch kia biến thành một mảnh trắng tinh. Hơn nữa, không biết từ khi nào, trước mắt hắn đã xuất hiện một bến tàu. Hơn nữa, đang có linh lực tinh khiết từ trong thiên địa không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là phần thưởng cho hắn vì đã đi qua được đoạn biển đen dài dằng dặc kia, bây giờ ngươi có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Lúc này, giọng nói của Cửu Đăng cô nương vang lên, Tống Thư Hàn thở vào một hơi, há miệng định nói chuyện, nhưng đột nhiên, hắn vội giơ tay che miệng của mình lại, thiếu chút nữa thôi là hắn đã nói chuyện mất rồi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang ở trên mặt biển, vẫn chưa bước lên bờ, nguy hiểm quá. Lúc Tống Thư Hàn giơ tay che miệng thì dường như đã thông qua được khảo nghiệm nào đó, linh lực trong cơ thể lại ùa vào trong cơ thể hắn mạnh mẽ hơn. Trước khi đi vào thiên giới đảo, Tống Thư Hàn đã mở ra được tứ đại khiếu huyệt là tâm, nhãn, tỵ, nhĩ, vẫn đang trùng kích khiếu huyệt thứ năm là khẩu khiếu. Tống Thư Hàn không định cắt Thông Nương đi để dùng, nếu như hắn làm theo lời Bạch Tiền Bối, cắt cộng hành của Thông Nương để ăn thì nói không chừng hắn có thể một hơi tích đầy khí huyết trong khẩu khiếu rồi. Nhưng bây giờ, linh lực tinh thuần trong thiên địa đang rót vào trong cơ thể của Tống Thư Hàn liên tục, đặc biệt là khi hắn há miệng muốn nói chuyện thì linh lực trực tiếp ùa vào trong miệng của hắn, tiến vào bên trong khẩu khiếu, tạo thành lần khẩu bạo đáng sợ đầu tiên cho hắn. Hơn nữa trong lúc Tống Thư Hàn chèo thuyền trên biển, cứ liên tục nuốt khí huyết đan, xem như tương đương với việc tu luyện hết lần này tới lần khác. Cứ như thế, khí huyết trong khẩu khiếu của hắn thoát cái đã tăng lên được chừng 9 trên 10. Chỉ cần tích lũy thêm chút nữa thôi là hắn có thể đạt tới mức khí huyết trong khẩu khiếu đông đầy, trùng kích cảnh giới khẩu khiếu mở ra thì sẽ tới bước cuối cùng chính là vượt long môn.
đây đúng là kinh hỉ bất ngờ. Tống Thư Hàn liều mạng vung mái chèo, rốt cuộc cũng chèo tới bờ. Sau khi cập bến, Cửu Đăng cô nương nhẹ nhàng nhảy lên bến tàu. Sau đó cô vươn tay ra, kéo Tống Thư Hàn lên bờ. Bây giờ ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi đấy. Cửu Đăng cô nương cười nói, Tống Thư Hàn nhìn thấy môi của cô ấy mấp máy, xác định hai chân của mình đã bước lên đất bằng, rời xa phạm vi mặt biển xong thì mới thở vào một hơi, nguy hiểm thật đấy. Tống Thư Hàn nói, đúng vậy, ngươi cũng nhanh trí lắm. Cửu Đăng cô nương mỉm cười phủi phủi tăng y màu xanh trắng trên người, đi theo, tiếp theo chính là đi gặp vị linh thú tiền bối kia. Tống Thư Hàn dè dặt hỏi lại kỹ hơn, Cửu Đăng cô nương này, tính tình của vị linh thú tiền bối kia như thế nào vậy? Có thích hay ghét thứ gì không? Trông như thế nào vậy? Phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng chứ. Tính tình thì không cần hỏi đâu, hỏi cũng bằng thừa thôi. Sở thích với sở ghét cũng hay đổi nữa. Cửu Đăng cô nương thở dài một hơi rồi nói, chỉ riêng diện mạo thôi thì đã có hơn 36 loại rồi. Tống Thư Hàn, thứ Cửu Đăng cô nương đang tả là gì thế? Sở thích và sở ghét thì không rõ, thứ kiên kỵ cũng hay thay đổi, ngay cả vẻ ngoài mà cũng có nhiều mặt nữa, đây là một vị linh thú tiền bối có năng lực biến hình, nên mỗi ngày hắn sẽ biến thân một lần giống như biến thành một người hoàn toàn khác sao. Cứ như thế, Tống Thư Hàn mang theo nỗi nghi hoặc trong lòng đi trên bến tàu với Cửu Đăng cô nương, dọc theo một con đường thật dài, đi thẳng tới trước cửa một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia cực kỳ xa hoa, tựa như tiên điện chứ không giống thứ ở cõi trần. Ở ngoài cửa điện chẳng có ai đứng canh, Cửu Đăng đưa hắn đi thẳng vào bên trong luôn. Sau khi bước vào chủ điện thì Tống Thư Hàn nhìn thấy một dàn nhạc khí xếp ở hai bên, có đàn, có tỳ bà, có chuông. Đủ loại nhạc khí cổ phong, những nhạc khí này chẳng có ai đàn tấu, nhưng dây đàn lại tự động, chuông tự vang, phối hợp cùng nhau tạo ra một khúc nhạc tuyệt hay, vô cùng thần kỳ. Mà ở phía trước cung điện thì có một cái đài cao cực lớn. Trên đài cao kia trải hơn 10 lớp da lông động vật thật dày, trông có vẻ rất mềm mại, thoải mái. Sau đó, có một đoàn lôi điện đang nằm trên đài cao, không cục cựa gì. Nếu như nhìn cho kỹ thì có thể nhìn thấy có bóng dáng của một con heo tròn vo, còn mướt hơn cả con heo nằm trên gốc cây ngô đồng ngoài cửa cốc, đang ở trong đoàn lôi điện kia. Chật, hôm nay là dạng heo à? Cửu Đăng cô nương lẩm bẩm, hình dạng heo, chính là một trong 36 loại hình dạng của vị linh thú tiền bối này. Hơn nữa, nó cũng là loại phiền toái nhất. Trên đài cao, con heo to lớn có lôi điện quấn quanh người kia hí mắt ra, nhìn Cửu Đăng cô nương và Tống Thư Hàn một cái, sau đó nó lại nhắm mắt lại tiếp. Tiền bối à, ta tới tìm ngươi đây. Cửu Đăng cô nương lớn tiếng gọi con linh thú lớn trên đài cao kia. Con heo to hí mắt ra lần nữa, miệng táp táp, nhưng không ư hử gì. Sợi gân xanh tức giận trên trán của Cửu Đăng lại nổi lên, cô trầm giọng, Thiên Lôi Trư tiền bối, Cửu Đăng tới tìm ngươi đây. Con heo to kia lại hí mắt ra lần nữa, giống như đang cố gắng nhìn Cửu Đăng cho rõ. Xong cả buổi trời sau cái mình heo to tổ chản kia mới ngọ ngoậy là Cửu Đăng đấy hả? Lại cả buổi trời nữa, con heo to mới thở dốc nói, Cửu Đăng à, không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy tiền bối có được không? Tiền bối ta bị bệnh rồi. Cộng gân xanh tức giận trên trán Cửu Đăng nổi lên tới hai sợi liền. Tiền bối ngài bệnh gì thế? Tiền bối ta mắc phải bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi. Con heo to kia thở phì phò. Nói có mấy câu thôi mà thở dốc hồng hộc như bị động kinh luôn. Linh thú cường đại mà cũng mắc bệnh à. Trong lòng Tống Thư Hàn cảm thấy nghi hoặc, bệnh nan y gì thế? Sợi gân trên trán Cửu Đăng xẹp xuống một chút, là bệnh ung thư đấy. Con heo to lộ ra nụ cười đắng chát, căn bệnh này thật đáng sợ, ngươi đang nói đùa gì thế hả? Cửu Đăng cô nương gào to tức giận. Ngươi đường đường là linh thú tôn giả thất phẩm, đào đâu ra căn bệnh ung thư cho ngươi bị. Con heo thoạt nhìn tròn lẳng này lại vào hàng tôn giả thất phẩm, ngang cấp với cả bạch tôn giả. Ta chẳng có lòng dạ nào mà lừa ngươi đâu. Trong mắt của con heo to tràn ngập vẻ bi thương, giống như có thể về chầu ông bà bất kỳ lúc nào. Tống Thư Hàn tò mò hỏi, là chứng ung thư gì thế? Cửu Đăng dùng sức ôm trán của mình, sau đó chắp tay, đọc kinh văn. Con heo to kia thở dài thường thượt. Là một loại ung thư tên là lười, đã bước vào giai đoạn cuối rồi, thuốc thang chạy chữa cũng vô dụng mà thôi. Tống Thư Hàn, ung thư lười cái đầu của nhà ngươi, lần trước không phải ngươi còn bảo là cúc hoa có vấn đề, muốn đổi tên thành cúc hoa trư đấy à? Phục, Cửu Đăng cô nương còn chưa nói xong thì dưới chân cô đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, khiến cô rơi xuống đó ngay lập tức. A a a a a a.
Tiếng hét thất thanh của cửu đăng cô nương vang lên, sau đó âm thanh càng lúc càng xa xôi, hình như cái hố này rất sâu. Hơn nữa, nhất định là có đặt thêm trận pháp cấm không? Khiến cho cô ta ngã xuống đó rồi thì không thể nào bay lên được. Sau khi cửu đăng cô nương rớt xuống thì rầm một cái, có một tảng đá to được dời qua lấp kín cái miệng hố lại. Khụ khụ, đúng là một người chẳng biết rút kinh nghiệm gì hết. Rõ ràng lần trước ta nói với cô ta rồi, ở chỗ ta thì phải giữ yên lặng, đừng có hó hé gì. Đừng có kêu oang oang lên, sao cô ta không bao giờ nhớ thế nhỉ? Thiên Lôi Trư tiền bối mắc chứng ung thư lười lẩm bẩm, cái móng heo đặt một cái điều khiển cơ quan xuống, Tống Thư Hàn. Sau khi xử lý cửu đăng cô nương xong, ánh mắt hiếp triệt của Thiên Lôi Trư tiền bối lại nhìn thẳng về phía Tống Thư Hàn, tiểu tử này, ngươi là ai thế? Vãn bối Tống Thư Hàn, tham kiến tiền bối. Tống Thư Hàn hành lễ rất chi bài bản, Thiên Lôi Trư dùng móng vỗ vỗ đầu mình. Một lúc sau, hắn mới tò mò hỏi lại, chúng ta có quen nhau không? Tống Thư Hàn lắc đầu, vãn bối được cửu đăng cô nương đưa tới đây, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt tiền bối. Ồ, Thiên Lôi Trư gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Tống Thư Hàn, cũng may, Thiên Lôi Trư lập tức mở mắt ra, lại nói, tiểu nha đầu cửu đăng đưa ngươi tới đây tìm ta là vì có chuyện gì cần nhờ vả ta à? Đúng vậy. Cô ấy đưa vãn bối tới đây là vì muốn xem thử có lấy được cốc long cốt khô đằng trong tay tiền bối hay không. Tống Thư Hàn thành thật trả lời, trước khi biết tính cách và những thứ kiên kỵ của vị tiền bối này thì cứ thành thật là hơn. Long cốt khô đằng. À, hóa ra là muốn bộ xương giao long kia của ta ấy à. Thiên Lôi Trư cười nói, sau đó, hắn buông móng xuống, tiểu tử, đưa long cốt khô đằng cho ngươi cũng được thôi, nhưng căn bệnh ung thư lười của ta lại tái phát mất rồi. Cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, hay là lần sau ngươi lại tới nhé. Lần sau ngươi tới thì ta sẽ trực tiếp đưa thứ kia cho ngươi, dù sao nó cũng chẳng đáng mấy đồng. Tống Thư Hàn, đúng rồi, ngươi đừng có đứng ở đấy nhìn ta mãi thế, nếu bị người khác nhìn thì ta không ngủ được. Thiên Lôi Trư lại vẫy vẫy móng, đây là có ý muốn đuổi người đây mà. Tống Thư Hàn ngẫm nghĩ một lúc xong rồi hỏi, xin hỏi tiền bối, lần sau khi nào thì ta có thể tới? 300 năm nữa đi. Lần này lão phu phải ngủ cho để giấc cái đã, à không, lần này lão phu nhất định phải chiến thắng con ma ốm, tiêu diệt căn bệnh ung thư lười này mới được. Thiên Lôi Trư nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thư Hàn, mấy vị tiền bối có tu vi tinh thâm đều tùy hứng như thế, ngủ một giấc cũng phải 300 năm, nhưng nói không chừng 300 năm sau hắn chỉ còn có mỗi bộ xương thôi, Tô Thị A Thập Lục cũng không thể chờ 300 năm được. Vậy nên Tống Thư Hàn dè dặt hỏi, tiền bối, ta phải làm sao thì mới có thể lấy được long cốt khô đằng sớm hơn đây? Thiên Lôi Trư hé mắt ra to hơn, thở dài, chỉ cần không quấy rầy ta là được. Tống Thư Hàn cắn răng hỏi rõ hơn, xin hỏi tiền bối, cụ thể là ta phải làm những gì đây? Nghĩa như mặt chữ đấy. Thiên Lôi Trư cảm thán, Tống Thư Hàn đương nhiên biết vụ nghĩa như mặt chữ, nhưng hắn không đợi được tới 300 năm. Vậy nên Tống Thư Hàn nhìn lăm lăm vào thân hình to ùn của Thiên Lôi Trư, mắt không chớp lấy một cái. Thiên Lôi Trư, sau một khắc, hắn giơ tay vói lấy cái điều khiển ở bên cạnh, da đầu Tống Thư Hàn rung lên, đây là cái điều khiển ấn vào một cái đã xuất hiện một cái hố khiến cửu đăng cô nương rơi xuống, vậy nên hắn vội nhảy sang một bên, còn non lắm. Thiên Lôi Trư cười lạnh, sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ sàn nhà bên dưới đại điện đều bị dời ra, bên dưới mặt sàn này là một cái hố to sâu không thấy đáy. A a a a a, Tống Thư Hàn hét thảm, rơi xuống bên dưới. A. Cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ một giấc rồi, lần này nhất định phải ngủ đủ 300 năm mới được. Thiên Lôi Trư lẩm bẩm, giơ tay nhấn xuống cái điều khiển lần nữa, lớp sàn nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Sau đó, Thiên Lôi Trư nhắm mắt lại, ngủ thật say. Trên người nó có lôi quang lóe lên lách tách, lôi quang dần dần tán đi, chỉ thấy ở một bên người khác của Thiên Lôi Trư có một vết thương sâu tận tận xương. Gần miệng vết thương có khói đen bốc lên, khiến cho miệng vết thương không thể nào khép lại được. Chỉ là khi nãy lôi quang chói mắt quá, cho nên ngao cả cửu đăng cô nương cũng không phát hiện ra vết thương trên người nó. Tống Thư Hàn cảm giác thân thể của mình cứ rơi mãi xuống, giống như không bao giờ chạm đáy cả. Sẽ không tới mức cứ rơi mãi như thế, rơi ra khỏi thiên giới đảo luôn đấy chứ. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đúng lúc hắn đang nghĩ thế thì đột nhiên, thân thể của hắn trở nên nhẹ tênh, bồng bềnh lơ lửng. Sau khi lơ lửng một lúc mới từ từ rơi xuống đất. Dưới lòng bàn chân truyền tới cảm giác lởm chởm của đá vụn, tới đấy rồi à, lúc này, giọng của cửu đăng cô nương lại vang lên ngay bên cạnh, ngươi cũng bị ném xuống đấy à.
Tống Thư Hàn quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, trong bóng tối, có thể thấy loáng thoáng cái đầu trọc bóng lưỡng của Cửu Đăng, cô đang buồn bực ngồi trên mặt đất, mặt mày cau có, Cửu Đăng cô nương. Sau khi Tống Thư Hàn nhìn thấy cô thì thấy an tâm hơn, chúng ta phải ra ngoài kiểu gì đây, đợi con lợn béo kia ngủ đủ rồi thì sẽ thả chúng ta ra thôi, lần trước cũng thế đấy. Cửu Đăng cô nương nói, cô có kinh nghiệm trong vụ này lắm. Tống Thư Hàn, mà này, khi nãy vị thiên lôi trư tiền bối kia có nói, lần này hắn muốn liều mạng chiến đấu với căn bệnh ung thư lười, phải ngủ tới 300 năm đấy, 300 năm á. Nói đùa cái gì thế? Sợi gân xanh tức giận trên trán Cửu Đăng cô nương lại gồ lên, hắn còn nói gì với ngươi nữa? Tống Thư Hàn kể lại đoạn đối thoại của hắn với thiên lôi trư tiền bối lại lần nữa cho Cửu Đăng nghe. Đáng chết, cho dù có định ngủ 300 năm thì cũng phải thả ta ra trước đã chứ. Mối thù này ta nhớ kỹ rồi, chờ ngày nào đó ta thăng lên cảnh giới tôn giả thất phẩm thì nhất định sẽ cho hắn ngủ mỗi năm một lần, mỗi lần ngủ một năm, vĩnh viễn cũng đừng mong thức dậy. Cửu Đăng cắn răng nói, Cửu Đăng cô nương, lẽ nào không thể ra khỏi cái hố này à? Tống Thư Hàn nghi hoặc hỏi lại, trên vách động đều bị con lợn béo kia khắc cấm chế cả rồi, không leo ra được. Cửu Đăng buồn bực nói tiếp, hơn nữa còn có cả trận pháp cấm không rất cường đại, trừ phi có được thực lực linh tôn thất phẩm, bằng không dù ngươi có 10 đôi cánh cũng không bay ra nổi, vậy ở trong này có cánh cửa ngầm nào không? Tống Thư Hàn suy nghĩ rồi nói, lần trước ta rơi xuống thì đã lật tung từng tấc đất ở nơi này xuống rồi, căn bản không có lối ngầm nào cả. Cửu Đăng cô nương giơ tay chống cằm, buồn bực nói, vậy chúng ta đi ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào phải đợi 300 năm thật à? Yên tâm đi, lần này tới đây thì ta đã có chuẩn bị sẵn rồi. Cửu Đăng cô nương nói, cô chỉ vào bộ tăng y màu trắng xanh của mình, sở dĩ ta phải thay quần áo trước khi đi chính là vì để đối phó với những tình huống thế này. Nói xong, cô bắt đầu cởi bỏ bộ tăng y màu trắng xanh trên người. Tống Thư Hàn vội vàng che hai mắt của mình lại, ngươi che mắt lại làm gì thế? Cửu Đăng cô nương nhìn thấy Tống Thư Hàn che mắt quay người lại thì dở khóc dở cười, ta vẫn còn mặc quần áo ở trong mà. Tống Thư Hàn nghe thấy thế thì buông bàn tay che mắt ra, cười ngượng. Quả nhiên bên dưới lớp tăng y màu xanh trắng của Cửu Đăng cô nương vẫn còn một bộ tăng y màu xám xanh. Sau đó, cô cởi bộ tăng y màu xanh trắng ra, lộn ngược mặt lại rồi cuộn lên. Chỉ thấy bên trong lớp tăng y màu xanh trắng này vẽ đầy những phù văn. Cửu Đăng cuộn tăng y lên, những phù văn này lại hợp thành một phiến. Cuối cùng, bộ tăng y màu xanh này biến thành một thứ tương tự như mũi khoan. Ha ha ha, chỉ là một cái hố sâu có kèm theo cấm chế thôi mà cũng muốn nhốt được ta à. Đúng là nằm mơ, Cửu Đăng cô nương đắc ý nói, cô giơ cái mũi khoan do bộ tăng y biến thành kia, rót linh lực vào, mũi khoan xoay cực nhanh. Ta dùng 3.000 đạo Phật văn chuyên môn phá tan cấm chế trận pháp để tạo thành cái mũi khoan phá cấm này đấy. Cho dù là con heo kia có hạ thêm vài đạo cấm chế thì ta cũng có thể phá tan cho ngươi xem, Cửu Đăng dương dương đắc ý cười nói, Tống Thư Hàn, mà này, chúng ta phải ra tay từ chỗ nào đây? Cửu Đăng nhìn cái vực sâu khổng lồ này, bốn phía toàn là những phù văn cấm chế y hệt như nhau, cảm giác như kiểu ra tay từ chỗ nào cũng thế cả. Cửu Đăng cô nương, cô có thể tìm được đạo cấm chế cấm không kia chứ? Phá hủy đạo cấm chế cấm không xong, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp bay lên ấy chứ. Tống Thư Hàn thử hỏi, không cần tìm đâu, tất cả đều là cấm chế cấm không đấy. Cửu Đăng chỉ vào tất cả cấm chế trên vách tường rồi nói, tất cả cấm chế ở nơi này đều như nhau, cấm không, giam cầm, gia cố, biết bao nhiêu phù văn như thế gộp lại thành cái hố sâu chết dẫm này đây, vậy thì cứ tìm đại một chỗ nào đó cũng được. Tống Thư Hàn móc bảo đao bá toái của mình ra, nói, để xem chui đao chỉ về chỗ nào thì chúng ta sẽ khoan vào chỗ đó, được. Cửu Đăng giơ mũi khoan lên, đáp lời, Tống Thư Hàn vứt bảo đao bá toái lên thật cao, thân đao xoay tròn vài vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất kêu cái keng. Chui đao chỉ về phía bên phải chỗ Tống Thư Hàn đứng, vậy thì chọn chỗ đó. Cửu Đăng cô nương giơ mũi khoan lên, đi tới chỗ đó, đè mũi khoan về phía vách tường của vực sâu để khoan. Ầm 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 ầm, bên trên mũi khoan được tạo thành từ bộ tăng bào màu xanh trắng, phù văn phá cấm tạo thành một sợi dây phù văn màu vàng, không ngừng xoay tròn ngay trên đầu mũi khoan, sinh ra sức mạnh phá cấm vô cùng đáng sợ, mà ở dưới đầu mũi khoan, mớ phù văn cấm chế kia cũng phát sáng chói lòa. Đây là phù văn phòng ngự cho một vị tôn giả thất phẩm tạo nên. Không thể bị phá giải dễ như thế, mũi khoan phá cấm và phù văn cấm chế va vào nhau,
phát ra tiếng nổ vang rền như sấm dậy. Ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn chỉ có thể giơ tay bịt kín lỗ tai của mình, cười khổ không thôi. Ở trong túi áo của hắn, Thông Nương đã sùi bọt mép, bởi vì cô ta vẫn chưa biến ra được bàn tay để che. Nên khi nghe cái tiếng vang như sấm rền quanh quẩn bên tai thế này, cô chỉ cảm thấy toàn bộ tấm thân hành lá mỏng manh của mình cũng rung lên. Chết tiệt, rõ ràng cô chỉ biến ra được có mỗi cái miệng thôi, còn chưa biến ra được lỗ tai mà, tại sao lại nghe thấy rõ ràng như thế chứ? Một lát sau, Tống Thư Hàn lo lắng hỏi thử, Cửu Đăng cô nương à, chúng ta khoan vách tường tạo ra tiếng động lớn như thế, liệu Thiên Lôi Trư tiền bối ở trên đó có phát hiện ra việc chúng ta đang làm không? Chắc chắn là có rồi, hắn cũng có biết đâu. Cửu Đăng cô nương đáp, cho nên, hoặc là hắn thả chúng ta ra ngoài, hoặc là để cho ta khoan thủng chỗ này. Tống Thư Hàn yên lặng gật đầu. 10 phút sau, ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn ngồi chờ mong. Nửa giờ sau, ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn vẫn ngồi mong chờ. Một giờ sau, ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn im lặng ngồi một bên tu luyện Kim Cương Bản Bản Quyền Pháp, Bất Động Kim Cương Thân và Quân Tử Vạn Lý Hành. Hai giờ sau, ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn ngồi xếp bằng, lặng lẽ tu luyện Chân Ngã Minh Tưởng Kinh. Tu luyện Chân Ngã Minh Tưởng Kinh ở trong môi trường ồn ào cỡ này tuy là có hơi khó thật, nhưng hiệu quả đặc biệt tốt. Lại thêm một giờ nữa, ầm 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 ầm, Tống Thư Hàn bắt đầu im lặng tu luyện Hỏa Diễm Đao và Chưởng Tâm Lôi. Thêm một giờ trôi qua, tiếng khoan vẫn vang rền, mặt mày Tống Thư Hàn đờ ra, bắt đầu tập thể dục. Tiếp theo mình có thể làm gì nữa nhỉ? Hôm nay đã tu luyện tới cực hạn của thân thể rồi, nếu như tu luyện tiếp sẽ tạo thành bệnh kính đối với thân thể, không thể tu luyện thêm nữa. Cũng đã tu luyện Chân Ngã Minh Tưởng Kinh xong rồi, tập thể dục cũng được tới 3 lần luôn. Rốt cuộc Cửu Đăng cô nương đã làm được chưa thế? Đúng lúc Tống Thư Hàn đang tập thể dục tới lần thứ 10 thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng hô vang của Cửu Đăng cô nương. Ha 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 ha, xong rồi. Trong lúc nói chuyện, bên dưới mũi khoan trong tay cô bốc lên một ngọn lửa, phù văn cấm chế bên dưới mũi khoan vỡ ra một mảng lớn, tạo thành một cái động cho phép một người chui qua lọt. Đi thôi, chúng ta đào thành đường hầm đi ra ngoài. Con heo đó không cho chúng ta ra ngoài thì chúng ta sẽ đào thêm mấy đường hầm dưới cung điện của hắn. Cửu Đăng cô nương vui vẻ nói, mũi khoan trong tay cô tung hoành, sau khi không bị cấm chế hạn chế thì vách tường đất bình thường căn bản không thể nào cản nổi mũi khoan của Cửu Đăng cô nương. Tốc độ đào hang cũng tăng nhanh, mũi khoan đào một đường đi tới, đất đá vụn bay tán loạn. Cửu Đăng cô nương, cẩn thận một chút, đừng có đào ra tới chỗ mặt biển đen khi nãy. Tống Thư Hàn đi sau lưng nhắc nhở cô, hắn cảm giác mặt biển đen kia khá quỷ dị, không thể không đề phòng. Yên tâm đi, ta tự có cân nhắc. Bây giờ chúng ta đào hang đi lên, tốt nhất là có thể chui ra sau lưng của con heo đó, rồi tặng cho hắn một khoang, để hắn nếm thử cảm giác tuyệt vời này. Cửu Đăng cô nương cười hắc hắc nói. Tống Thư Hàn im lặng một lát rồi dè dặt hỏi lại, Cửu Đăng cô nương này, thực lực của cô là gì thế? Linh Hoàng ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá lên tới chân quân lục phẩm rồi, nhưng tình trạng của ta hơi đặc biệt, không thể đánh đồng cấp bậc của ta với Linh Hoàng hoặc chân quân bình thường. Cửu Đăng cô nương nói, như vậy, không nói tới chuyện có lẽ bây giờ Thiên Lôi Trư tiền bối đã phát hiện ra việc chúng ta đào hang. Nếu như Linh Hoàng ngũ phẩm như cô mà nện cho Linh Tôn thất phẩm như Thiên Lôi Trư tiền bối một mũi, khoan thì chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Đây quả thật là đang tự tìm đường chết mà. Ngươi cứ yên tâm đi, cùng lắm thì bị hắn nhốt mấy năm thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Cửu Đăng cô nương nói vô cùng tự tin. Tống Thư Hàn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi chuyện quan trọng nhất, vậy ta thì sao? Ha ha ha, bị nhốt chung với ta mấy năm ấy mà, ngươi cứ yên tâm, coi như bế quan thôi, trôi qua nhanh lắm. Cửu Đăng cô nương cười nói, Tống Thư Hàn, đừng mà, hắn không muốn bị nhốt mấy năm đâu. Hơn nữa thực lực của hắn không đủ, làm sao có thể bế quan những mấy năm được, hắn có nên cân nhắc dùng bảo đao bá toái tự đào một cái hang khác hay không nhỉ? Cứ cảm thấy lỡ mà làm theo Cửu Đăng cô nương thì hậu quả chẳng tốt đẹp gì hết. Trong lúc Tống Thư Hàn đang suy nghĩ thì Cửu Đăng cô nương chợt khựng lại. Ồ, có gì đó? Cô lên tiếng, Tống Thư Hàn nghi hoặc nhìn về phía cô, vách đá trước mặt không phải tự thiên, có mật thất. Cửu Đăng nói chắc nịch, thông qua âm vọng phát ra khi mũi khoan khoan vào thì cô có thể xác định được điều này. Mật thất? Liệu có phải mạch nước ngầm không? Tống Thư Hàn dè dặt hỏi lại. Không thể nào là mạch nước ngầm được, ngươi đừng quên thiên giới đảo là hòn đảo lơ lửng trên không trung, đào đâu ra mạch nước ngầm chứ? Cửu Đăng cười khẽ,
cầm mũi khoan, ấn thật mạnh về phía trước, bùm bùm bùm, đá vụn văng khắp nơi, ầm. Bức tường phía trước bị khoan thủng, quả nhiên đúng như lời Cửu Đăng đã nói, ở trước mặt bọn họ là một mật thất khổng lồ. Sau đó, Cửu Đăng cô nương dẫn đầu đi ở phía trước, Tống Thư Hàn thì bước vào sau, bên trong mật thất. Đương khi Tống Thư Hàn trông thấy toàn cảnh của mật thất thì hắn lập tức cảm thấy run rẩy. Nếu như nói, Cửu Đăng cô nương chui ra khỏi mặt đất, cầm mũi khoan nện cho Thiên Lôi Trư tiền bối một cú thì cùng lắm sẽ bị nhốt mấy năm. Vậy thì chui vào trong cái mật thất này rồi thì ít nhất cũng phải bị nhốt những mấy chục năm ấy chứ. Bởi vì nơi bị Cửu Đăng cô nương khoan thủng này là một ngôi mộ. Tuy rằng không biết đây là mộ của ai, nhưng ngôi mộ được Thiên Lôi Trư tiền bối cẩn thận chôn ngay dưới cung điện của mình thế này, đương nhiên phải là mộ của người có quan hệ thân thiết rồi. Đào mộ thân nhân của người ta, chết cũng không oan. Tống Thư Hàn cười khổ nói, Cửu Đăng cô nương, ta cảm thấy hay là chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn, ta cũng định thế. Cửu Đăng cô nương xị mặt, thật sự cô không cố ý đâu. Ai mà ngờ bên dưới cung điện của Thiên Lôi Trư tiền bối lại có một ngôi mộ thế này chứ, chúng ta ra ngoài đi, sau đó lấp vách tường của ngôi mộ lại. Mẹ ơi! Lúc Tống Thư Hàn quay đầu lại nhìn thì thấy lỗ thủng trên tường đã tự động lấp kín lại, trông cứ như mới. Hơn nữa, trên vách mộ lóe lên ánh sáng phù văn rạng ngời, xem qua thì nó còn mạnh hơn phù văn cấm chế trên vách tường của cái hố ban nãy nhiều. Cửu Đăng cô nương cắn răng nói, quả nhiên lại là do con heo kia giờ trò. Lúc mình khoan hang đi ra tạo thành tiếng động rất lớn, chắc chắn là con heo kia đã phát hiện ra mình. Nói không chừng hắn thấy mình với Thư Hàn ồn ào quá, nên mới dẫn bọn họ vào trong ngôi mộ này rồi nhốt lại. Sau khi cắn răng xong, Cửu Đăng cô nương nói, mặc kệ con heo kia nghĩ gì, đã vào đây rồi thì chúng ta cứ xem thử trong này có gì đi. Mật thất này không lớn lắm, dõi mắt nhìn qua thì có 10 cái quan tài. Có một quan tài thủy tinh cực lớn được đặt trên cái đài cao nhất nằm ở giữa, xung quanh được lót đủ loại hoa màu trắng tinh. Mà ở bốn góc của quan tài thủy tinh thì có 9 cái. Tống Thư Hàn và Cửu Đăng cô nương đi tới gần đài cao kia, nhìn về phía cái quan tài thủy tinh trong suốt ở giữa. Bên trong quan tài là một con linh thú có hình thể thon dài, có sừng như hươu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như sò, vảy như cá, vuốt như ưng, tay như hổ, tai như trâu, toàn thân trắng nõn không chút tì vết, rồng. Tống Thư Hàn mở to hai mắt ra nhìn, hơn nữa đây lại là một con bạch long trắng muốt, đúng là rồng thật. Cửu Đăng mở to mắt, lát sau, cô lại lẩm bẩm, tiếc là vẫn chưa biến thành xương rồng, không có mọc lông cốt khô rằng, cô vẫn còn nhớ cái nguyện vọng của Tống Thư Hàn, con bạch long này đẹp thật đấy. Tống Thư Hàn khen một tiếng, trong lúc sự chú ý của cả Tống Thư Hàn và Cửu Đăng đều dồn lên người của con bạch long kia thì bên trong chính cổ quan tài bằng đồng xanh kia, có một cổ nắp quan rung lên, sau đó một bộ móng vuốt xương sẩu trắng héo vói ra từ trong khe hở trên nắp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.